Diệp Thần nhẹ hụ, liên tiếp lui về phía sau, thần bí kia bóng người nhưng là mở miệng nói, âm ma hư không đoạn thương khung, mở. Một giây kế tiếp, hắn tay áo vung tay lên, từng đạo không gian quy tắc cắt rời mở. Hắn muốn triệu hoán cửa không gian. Diệp Thần lần nữa tiến lên, muốn ngăn cản người thần bí, nhưng lại là một trưởng bị chụp bay. Khặc khặc, luân hồi chi chủ, ta chờ đợi ngày này, chờ thật là lâu. Vậy cửa không gian sau lưng, truyền đến một hồi sợ hãi tiếng cười. Màu đỏ như máu trường bào bóng người khóa giới tới. Âm ma thánh tổ. Diệp Thần than thầm một tiếng không ổn, lão này nhưng là chân chính tuyệt điên cường giả, thậm chí đều là đã bước ra một bước kia. Khặc khặc, lần này, cảm ơn cố gắng của ngươi. Hắn liếc mắt, không có chút huyết sắc nào trên gương mặt có nghiền ngẫm nụ cười, liếm liếm khô đét môi, nhìn về trên ngai vàng bóng người kia, luân hồi huyền võ quân hết sức phong thánh đem, năm xưa thần người vật, hôm nay nhưng là như vậy thần không thần, quỷ không ra quỷ hình dáng. Áo xanh nam tử nghe vậy, không nói. Đáng tiếc, ở thời đại kia, ta đoán không dám cùng ngươi nói như vậy, có thể hiện tại, ngươi một giới vong linh, không cần ở chỗ này vùng vẫy. Giọng nói kia rất rõ ràng, dám can đảm ngăn trở, liền ngươi cùng nhau tiêu diệt. Hôm nay thất lạc thời không một dãy ma tộc lại là như vậy. Ta thừa nhận ngươi hiện tại rất mạnh, áo xanh nam tử ánh mắt híp một cái, thần sắc rét lạnh nói. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, tên này quả nhiên rất mạnh. Cầm tới đi, âm ma thánh tổ màu máu trường bào chỉ để lại lau một cái tàn ảnh, ngón tay thon dài đã là sắp cầm đến Diệp Thần cổ, trong nháy mắt, hắn nhào hụt. Đây là hư linh thần mạch và hết sức phong thánh đem chung nhau tác dụng. Thật là bá đạo không gian thủ đoạn, không hổ là luân hồi chi chủ và hết sức phong thánh đem. Nhìn tại chỗ biến mất Diệp Thần bóng người, màu máu trường bào vù vù vang dội, trên mình khí thế không ngừng leo lên. Nhưng là, như cũng không thay đổi được kết cục, hắn nuối tiếc nhất kích, hướng về phía trên ngai vàng áo xanh nam tử ra tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lớn như vậy bích ngọc cung điện ầm ầm sụp đổ, thành cặn bã. Liền nửa điểm ngói vụn đều là chưa từng còn lại. Áo xanh nam tử ánh mắt híp một cái, nói thật là bá đạo ma tộc lực lượng. Ngươi như vậy con kiến hôi, bổn tọa ở đó một kỷ nguyên liền có thể nghiền chết ngươi, hôm nay như thường như vậy. Thời khắc này áo xanh nam tử đã không có ở đây, một bộ màu bạc trắng chiến giáp ở hư không lấp lánh rực rỡ. Ta đây muốn xem, ngươi cái này tàn hồn còn có thể có nhiều ít lực lượng lãng phí. Màu máu trường bào thanh âm thiếu niên khàn khàn, thần sắc trong đó sát ý chỉ tăng không giảm. Oanh! Lại là vang khắp chân trời nhất khích, thánh cổ di tích nguyên mảnh không gian bắt đầu sụp đổ. Cổ thành trước, 108 cây thông thiên liên vỡ nát, u minh biển sóng lớn rót ngược lên trời, trong một tích tắc này, trời long đất lở, sơn hà đổi ngược. Ngọc Khanh Âm vừa xuất quan, chính là gặp cái này một màn kinh khủng, thời khắc này nàng, cũng là thành công đột phá. Đây là, nàng nhìn về thành thiên không phía trên, hai đạo kịch chiến bóng người, kinh ngạc bưng kín môi mỏng. Mau rút lui, nơi này không gian chống đỡ không được quá lâu. Diệp Thần bóng người lộ vẻ hiện ra, hắn mới vừa bị hết sức phong thánh đem quy luật lực cứu, ẩn núp tại hư không, thời gian đầu tiên liên lạc ở bên ngoài Linh Nhi. Tổ tiên hắn, Ngọc Khanh Âm khẽ cắn môi mỏng, do dự nói. Diệp Thần bắt lại ngọc thủ của nàng, cũng không có lòng dạ thảnh thơi tới cảm thụ vậy lau ấm nhuật, mở miệng nói, thời đại kia, hắn cũng đã vinh quang hy sinh, hôm nay trên đời, bất quá là chúng ta lót đường thôi. Giờ phút này tái chiến ma tộc, là hắn chấp niệm hạ, sau cùng vinh quang. Diệp Thần cân nhắc từng câu từng chữ, phương xa giáp bạc lấp lánh rực rỡ hiển nhiên cũng là nghe được Diệp Thần mà nói, nam tử hăm hở mở miệng nói, tốt ngươi cái tiểu tử, Ngọc Nhi phó thác cùng ngươi, thiên hạ này đại thế, chớ có để cho ta thất vọng. Hắn cười ha ha một tiếng, lần nữa đánh về phía huyết sắc kia trường bào bóng người. Đáng ghét, màu máu trường bào thiếu niên tựa hồ bị một đạo còn sót lại chấp niệm xít sao kéo lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vạn năm đi qua, một đạo tàn niệm hắn lại là không làm gì được. Diệp Thần hướng về phía trên hư không giáp bạc hô to một tiếng, vãn bối Diệp Thần, cung tiễn tiền bối bị chết. Trên hư không hết sức phong thánh đem nghe vậy, cười ha ha một tiếng, giáp bạc nhất kích mặt trời, bạo liệt vang lớn sau này, thánh cổ di tích sụp đổ. Cửa không gian bên ngoài, ba người vừa nhảy ra. Nơi này là U Thiên cổ thành ra, các ngươi ẩn thân,
hiện tại âm ma thánh tổ xông vào thánh cổ di tích, tất cả gia tộc lớn đã biết được, hắn rơi vào bị động quần khởi mà công, cổ thành bên trong đã loạn thành một đoàn. Nhâm tiền bối đan dược lực vậy mau kết thúc, ta cũng nên trở về đến thuộc về ta địa phương. Linh Nhi thở ra một hơi, mở miệng nói. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền ở bên ngoài chuẩn bị vận dụng hư bia lực lượng đem Diệp Thần đưa đi. Võ đạo luân hồi đồ, đã tới tay. Ngọc Khanh Âm thấy Linh Nhi trôi giạt biến mất, mấy người tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, cũng là buông lỏng cảnh giác, dự định bắt đầu nghiên cứu một tí võ đạo luân hồi đồ. Diệp Thần tự mình cũng là không giải thích được, ở đó sau cùng khảo nghiệm bên trong, giúp hắn thoát khốn sau đó, chính là mất đi ý thức, nhìn bên trong đan điền giờ phút này yên lặng bên trong cuốn một bộ đồ lục, hắn cũng có chút không biết làm sao. Võ đạo luân hồi đồ năm xưa là tổ tiên trong tay thánh vật, sợ rằng không phải ta Ngọc gia tộc nhân không thể mở ra. Ngọc Khanh Âm phân tích nói. Diệp Thần không có nói phải, năm đó hết sức phong thánh đem, cũng chính là Ngọc Khanh Âm tổ tiên, ở võ đạo luân hồi đồ trước mặt cũng bất quá là đứa bé dung mạo thôi, có thể là cùng nó từng đạt thành qua một hiệp nghị nào đó, lúc này mới ở lại thánh cổ di tích bên trong. Sự việc xa không có như vậy đơn giản, Diệp Thần còn muốn khác làm giải thích, nhưng nhìn Ngọc Khanh Âm thần sắc, hắn liền lại là xóa bỏ. Dẫu sao hết sức phong thánh đem, vậy chính là nàng tổ tiên trong lòng chính là thần nhân vật tầm thường, nàng cũng là sẽ không tin Diệp Thần nói như vậy từ. Nơi đan điền chớp mắt, Diệp Thần trong tay đổ lục nơi tay, Ngọc Khanh Âm giống như là một tò mò bảo bảo vậy nhìn trong tay hắn lại tầm thường bất quá một bức họa cuốn, bĩu môi, đây chính là trong truyền thuyết chí bảo võ đạo luân hồi đồ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, còn như làm sao sai khiến, ta cũng làm không rõ ràng. Nói xong, hắn cầm trong tay võ đạo luân hồi đồ hất tay đưa cho Ngọc Khanh Âm. Ngươi sẽ không sợ ta mang theo này trọng bảo đường chạy. Nàng dí dỏm cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thần trêu ghẹo nói. Nhà các ngươi đồ, đó cũng coi là vật quy nguyên chủ. Diệp Thần cũng là lớn phương đáp lại. Ngọc Khanh Âm không hiểu phải, võ đạo luân hồi đồ bên trong đồ linh đã sớm cùng hắn ký kết khế ước, cho dù là chân trời góc biển, đều là không ngại. Thiếu nữ lúc này mới hài lòng hơi gật đầu một cái, nói yên tâm đi, bổn công chúa gần đây tuân thủ cam kết, cái này võ đạo luân hồi đồ chính là ngươi. Nàng con ngươi xoay tít vừa chuyển, rất là đáng yêu, tiếp tục nói, bất quá, ta có thể dùng ta huyết dịch giúp ngươi mở ra cái này thánh đồ, theo dõi bí ẩn trong đó. Ngọc Khanh Âm cũng là hảo tâm, Diệp Thần không đành lòng cự tuyệt, lại bàn về, thời khắc này đồ linh tâm trí không mở, đạt tới giao dịch bị người đầu độc, bí mật này. Càng ít người biết càng tốt, đây đối với Ngọc Khanh Âm, cũng là một loại bảo vệ. Ngươi đi thử một chút đi, Diệp Thần ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng lại là đã sớm liệu được kết quả, võ đạo luân hồi đồ cũng không phải là Ngọc gia vật, nàng máu tươi có thể tạo tác dụng, đó mới là gặp quỷ. Đúng như dự đoán, một giọt máu tươi phúc tại đồ quyển bên trên, một cổ bạo liệt kháng cự hơi thở phóng lên cao, đem hai người đều là sống sinh đánh tan đi. Oanh! Bí mật trong rừng, núi chim cùng cá đều kinh hãi, một loại kích động thần hồn cảm giác đau nhói tấn công tới, nếu như cưỡng ép một lần nữa, hai người nhất định hồn quay về dưới cửu tuyền. Phốc, cho dù là nắm giữ Ngọc thị nhất tộc cao nhất công pháp Ngọc Khanh Âm, ở chỗ này đánh vào dưới, đều là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức mạnh mẽ ngay tức thì uể oải. Phải biết, lấy được truyền thừa sau đó, Ngọc Khanh Âm hơi thở đã cực kỳ khủng bố, mặc dù còn chưa tới kịp vững chắc cảnh giới. Nhưng đó cũng là thứ thiệt một khối cường giả. Nhìn lại bên kia Diệp Thần, chỉ là hoàn chân cảnh, chỉ là mấy tiếng nhẹ hụ, lảo đảo lui về phía sau hai bước, thần sắc đỏ thắm, không gặp chút nào thương tổn. Vì sao là mạnh hơn, cao thấp lập gặp? Cái này võ đạo luân hồi đồ, liền thời khắc này ta, đều là khó mà mở, nếu không phải Ngọc gia con cháu, cưỡng ép hiểu, ắt sẽ gặp nạn. Điều chỉnh hồi lâu, mở ra hai tròng mắt Ngọc Khanh Âm làm ra mình phán đoán. Diệp Thần nhìn một màn này, đều là không biết nên như thế nào giảng hòa, tốt vào thời khắc này, nơi đan điền đồ linh tỉnh lại. Mới vừa là thứ gì, một giọt máu liền muốn mưu toan nắm trong tay ta. Bập bẹ thanh âm non nớt vang lên, đầy mặt khinh thường. Diệp Thần đành phải cười khổ xóa bỏ, một bên an ủi cái này đứa nhỏ, vừa hướng Ngọc Khanh Âm mở miệng giải thích. Cái này võ đạo luân hồi đồ do ta từ bên trong di tích mang ra khỏi, ta hẳn có thể câu thông. Hắn chắc chắn nói, chớ tùy tiện thử nghiệm, vậy chập chờn một lần nữa, người ta cũng được táng thân nơi này.
Ngọc Khanh Âm ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bối rối, nàng cái này dòng chánh truyền nhân cũng không có rõ ràng, Diệp Thần một cái người ngoài, chẳng phải là muốn ra việc lớn. Chưa cùng được nàng mở miệng, Diệp Thần một giọt máu đã chảy ở bộ kia bên trong cuốn đồ lục bên trên. Hô, chỉ chốc lát sau, yên lặng võ đạo luân hồi đồ không gặp làm ra phân nửa phản ứng, Ngọc Khanh Âm lúc này mới thở ra một hơi dài, may mà máu ngươi không tạo tác dụng, đây nếu là... Lời nói không rơi, một đạo ánh sáng đỏ tươi phóng lên cao, võ đạo luân hồi đồ bên trong cuốn đồ lục từ từ mở ra, một bức tranh sơn thủy cuốn phơi bày ở hai người trước mắt. Cái này núi xanh nước trong đồ quyển, Ngọc Khanh Âm chính là lần đầu thấy, trợn to tròng mắt nhìn chăm chú trong hư không tuyệt đẹp hình ảnh. Diệp Thần chăm chú nhìn nhìn, hắn biết rõ sự việc không có như vậy đơn giản, đúng như dự đoán, xinh đẹp tuyệt luân nồng mực phong cảnh, tiệm xu thay đổi là đỏ thắm vẻ họa phong. Một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở đập vào mặt. Một tòa vọng không tới chân trời cổ chiến trường phơi bày ở trước mắt hai người, Ngọc Khanh Âm trợn to hai tròng mắt, mờ mịt đất khô cằn bên trên, vô số sinh linh chém giết, máu tươi chảy ngược về phía chân trời, nguyên phiến thương khung duy nhất màu máu tô điểm liền hết thảy. Thử rồi. Lưỡi dao sắc bén xé ra máu thịt, liền cường đại kia vũ khí đều là đã bị vết máu dính đầy, mất đi thần uy, cường giả khắp nơi đều là hài cốt chất đống thành núi. Một hồi kịch liệt chập chờn tung lên, đầy trời thi thể bay lượn. Thảm như vậy mãnh liệt chiến đấu. Ngọc Khanh Âm chỉ là nhìn một màn trước mắt, chính là đã có một cổ nôn mửa cảm giác, vậy tanh hôi màu máu mùi vị, chỉ là cách đồ quyển, đều là làm người ta không lạnh mà run. Theo vậy kịch liệt chập chờn, hình ảnh vừa chuyển, chiến trường chỗ sâu nhất, áo xanh nam tử cùng một ma tôn đối lập, thời khắc này Diệp Thần trong mắt híp một cái. Nguyên lai là thời kỳ thượng cổ. Trận chiến cuối cùng cảnh tượng. Khi đó vô danh đại ma, còn không từng bị lột bỏ đầu lâu, áo xanh nam tử, cũng không từng máu nhuộm trường sam. Oanh! Hai mạnh đụng nhau, mỗi một cổ chập chờn lan truyền, vòng ngoài chiến trường sinh linh đều là bị miễn cưỡng chấn động diệt, cửu tiêu bi sợ hãi. Diệp Thần thấy vậy chẳng, vội vàng ngồi xếp bằng, vào thời khắc này, hắn có chút võ đạo cảm ngộ, trước đây hắn từng xuyên qua chiến trường thượng cổ đích thân trải qua vậy về sau kinh thiên đánh một trận. Hết sức phong thánh đem mạnh mẽ võ đạo vậy từng ra chỉ hắn thân. Giờ phút này lại xem năm xưa đánh một trận, cảm ngộ khá sâu. Hình ảnh bên trong, đại ma mỗi một đánh trải thiên cái thế hủy diệt công kích đều là bị áo xanh nam tử tan mất mấy phần lực đạo, này tiêu người dài dưới, lại là chiếm hết tiên cơ. Không muốn mặc đường gió, cũng có thể dẫn lũ quét. Diệp Thần võ tổ đạo tâm kiên cố mấy phần. Đột nhiên, áo xanh nam tử nhìn về phía Diệp Thần. Nhàn nhạt nói. Luân hồi chi chủ, nhớ nhưng ta chi tâm nguyện. Đây là phong tư cái thế hết sức phong thánh đem, ở lại thế gian cuối cùng một giọng nói, trong đó tràn đầy không thôi cùng không biết làm sao. Ngọc Khanh Âm cùng Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau, trận chiến này, long trời lở đất, vô số cường giả đều là giống như con kiến hôi vẫn diệt, sau cùng đánh một trận, nếu không phải võ đạo luân hồi đổ phong ấn ma tộc thần hồn. Thượng cổ thất lạc thời không khu vực sợ là đều phải bị miễn cưỡng đánh xuyên đi. Nhưng hết sức phong thánh đem cuối cùng vậy xuyên thấu qua thời gian sông dài liếc một cái cùng dặn dò, nhưng là làm được Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm sống lưng chợt lạnh. Vạn cổ trước thần một trận chiến, cách thời gian cũng đã đoán được hôm nay Diệp Thần các người sẽ thấy một màn này, cái này tiên tri biết trước bản lãnh, có thể nói tươi đẹp. Bất quá, tổ tiên nói, rốt cuộc là vì sao? Ngọc Khanh Âm cau mày. Tâm nguyện cuối cùng, nàng quay đầu nhìn về Diệp Thần. Ta tuy đi qua vậy phiến chiến trường, nhưng lúc đó hết sức phong thánh đem, đã là mất sức sống, còn sót lại bất quá là một món chấp niệm ở khởi động thân thể không lành lặn thôi. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn vậy xác nhận, cũng không biết chuyện, chẳng lẽ nơi đây còn có dấu động trời bí mật. Người muốn biết nàng hắn cuối cùng nói gì không? Bập bẹ thanh âm non nớt ở Diệp Thần vang lên bên tai, chính là võ đạo luân hồi đồ đồ linh. Diệp Thần có chút nghi ngờ, thật vẫn có bí mật. Đồ Linh nhất tránh chớp mắt, nói chính ngươi xem đi. Một bức họa mặt thoáng qua, áo xanh nam tử đứng chắp tay, rất hiển nhiên, trước mắt nam tử đã bỏ mình, chân chính biến mất tại mới vừa vậy cùng âm ma thánh tổ đánh một trận bên trong, thánh cổ di tích lật đổ, cũng đã là táng diệt trong đó. Trước mắt cảnh tượng này, bất quá là khi còn sống lưu lại hình ảnh thôi. Người sau tới, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu thành tựu bị chọn chúng người lại võ đạo luân hồi đồ công nhận ngươi, ngươi thành tựu định trước phi phàm. Có thể đi đến chỗ này,
chứng minh ngươi vô địch tim cùng phi phàm tư, ta cũng có thể yên tâm đem hậu sự giao phó tại ngươi. Ngọc gia người mang luân hồi huyền võ quân trách nhiệm nặng nề, từ ta gánh nổi trên vai cái thúng dậy, cũng đã dự liệu được không thể chết hiên lành kết quả, còn như duyên vì sao, ngươi ngày sau tự biết rõ ràng, nơi này ta liền không nhiều lời nữa. Ngày xưa ta cùng tình cảm chân thành người, mọc một nữ, kêu làm thiên tuyết tâm. Nghe vậy, Diệp Thần cả kinh, thời đại kia hết sức phong thánh đem đời sau. Không, nói chính xác là ruột thịt huyết mạch, nếu như còn ở đời, vậy còn liền được. Luân hồi huyền võ quân nhân quả một khi dính, hắn kết quả liền như ngọc ra vậy, cả nhà đều là diệt. Năm xưa tiểu nữ tuyết tâm ra đời ngày, ta lấy thần thuật che đi nhân quả, đem nàng phong ấn tại thiên cung chi địa, cái này võ đạo luân hồi đồ, trong đó có dấu nhất bí, chính là tặng cho tiểu nữ, mong rằng người sau tới có thể tương trợ. Vậy áo xanh chàng trai hình bóng hướng về phía Diệp Thần, không nhìn ra giờ phút này hắn ý tưởng. Võ đạo luân hồi đồ sâu xa khá sâu, có nó trong người, các loại nhân quả đều là tới, vọng tiểu hữu kết làm một phần thiện duyên, ngày sau ắt sẽ có thể rõ ràng một kiếp. Diệp Thần trong lòng nhắc tới, đây là sợ tự cầm chỗ tốt không làm việc cảnh cáo sao. Dẫu sao vô công bất thụ lộc, cho dù là không có phát hiện trước nói chuyện giật gân, Diệp Thần cũng muốn đi biết rõ đoạn này nhân quả. Tay áo vung tay lên, áo xanh chàng trai bóng người biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Một bên Ngọc Khanh Âm mắt gặp Diệp Thần rơi vào giác ngộ đột phá ý cảnh, vậy không dám lên tiếng quấy rầy, rất sợ phá vỡ Diệp Thần cảm ngộ đường, nào ngờ, Diệp Thần là ở thay nàng tổ tiên sắp xếp hậu sự. Như thế nào, mắt gặp Diệp Thần mở mắt, Ngọc Khanh Âm mở miệng hỏi nói. Diệp Thần cười một tiếng, nói có thu hoạch. Bất quá, còn có một việc. Diệp Thần đem võ đạo luân hồi đồ đồ linh trưng bày lúc trước hết sức phong thánh đem chăn chối toàn bộ nói dư Ngọc Khanh Âm nghe, dẫu sao là dòng tránh tộc nhân, cũng nên có biết quyền lợi. Ngọc Khanh Âm nghe xong Diệp Thần giải thích, trợn to hai tròng mắt, khó tin thần sắc giật tại bày tỏ, cái này. Đây là thật. Liên tiếp mấy chữ, lại là không nói ngưng nghẹn. Vốn cho là mình đã là Ngọc Thị nhất tộc truyền nhân duy nhất, nào biết bỗng nhiên tới một tổ tông. Phong ấn ở liền thiên cung chi địa. Tỉnh táo lại Ngọc Khanh Âm bắt đầu không trụ sở cao mày, ngày này cung chi địa cùng thất lạc chi hải chi địa sấp xỉ, đều là vực ngoại bên vực thuộc địa, trên đó cũng là vô số tông môn đại phái san sát. Cái này lớn như vậy thiên cung chi địa, tìm đóng kín một cái ấn người, làm sao có thể? Không khác nào mò kim đáy biển thôi. Có từng có cụ thể tường tận tin tức, Ngọc Khanh Âm hỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói chưa từng có thể biết. Lại không nói hết sức phong thánh đem cũng không nói tới hữu dụng tin tức, cho dù là có, vạn năm cuộc bể dâu, đất phong ấn phải chăng phát sinh dị biến, cũng là ẩn số. Hai người đồng loạt rơi vào yên lặng, tin tức này đúng là rất làm người ta rung động, nhưng là không thể nào kiểm chứng. À, xem ra ngày này tuyết tâm, chúng ta là không địa phương tìm. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất có một loại lấy tiền tài người cũng không lực thay người tiêu tai cảm giác. Dẫu sao thu phục võ đạo luân hồi đồ, hết sức phong thánh đem cũng là ra không thiếu lực. Ngươi nói ai, Ngọc Khanh Âm chính xác bắt được điểm chính. Diệp Thần kinh ngạc, nhưng vẫn là lần nữa xác nhận nói, là thiên tuyết tâm không sai, hết sức phong thánh đem lặp đi lặp lại nói tới mấy lần danh tự này. Chẳng lẽ là nàng, Ngọc Khanh Âm tự lẩm bẩm. Diệp Thần một lần, làm sao, ngươi nghe qua danh tự này. Ở hắn trong ấn tượng, danh tự này rất là xa lạ. Không nghĩ tới Ngọc Khanh Âm nhưng là biết được. Ngọc Khanh Âm do dự hồi lâu, mở miệng nói, Diệp Thần, chờ ta một ít ngày, Ngọc bội này cho ngươi, ta cần xác định một chuyện, một khi xác định, là được có thể biết ngày này tuyết tâm rơi xuống. Nói xong, Ngọc Khanh Âm liền không cùng Diệp Thần phản ứng, hướng một phương hướng nhanh chóng đi. Diệp Thần muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra miệng, hôm nay Ngọc Khanh Âm đạt được truyền thừa, đột phá tu vi. Hẳn ở chỗ này không có quá lớn nguy hiểm. Huống chi, âm ma thánh điện vị kia phỏng đoán vậy phải bị thương, càng không hạ phỏng đoán Ngọc Khanh Âm. Bất quá nếu như hết bệnh, thời gian đầu tiên chính là tìm kiếm mình. Dưới mắt, ở Ngọc Khanh Âm Ngọc bội có động tĩnh trước, vẫn là rời đi nơi đây thì tốt hơn. Diệp Thần con người đông lại một cái, nghĩ tới một kiện trọng yếu chuyện, đó chính là nhân gian cấm thành. Bất kể như thế nào, luân hồi hồn thể phải nguyên vẹn. Chỉ có như vậy mới có tư cách đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế. Lập tức, Diệp Thần liền biến dạng hư không, đi hắc ám cấm hải đi.
đi tới hắc ám cấm hải sau đó, Diệp Thần lần nữa đeo lên mặt nạ, cũng uống ẩn thiên thần đan, khôi phục Diệp Thí Thiên hình dáng, miễn được dụ cho người nhìn chăm chú. Sau đó, Diệp Thần cầm nhâm độc hành cho ngọc bội, dọc theo trên ngọc bội thiên cơ hơi thở, ngự gió đi nhân gian cấm thành bay đi. Trên đường, Cửu U Tà Quân hơi có chút xúc động nói. Âm ma thánh điện cái này đạo nhân quả, ta cảm giác sẽ một mực dính, mộ chủ đại nhân, người phải cẩn thận. Đúng rồi, nhiều ngày như vậy, không biết vậy đế thích thiên như thế nào, vậy đế thích thiên cũng là một nhân vật, đáng tiếc cuối cùng lâm vào là vạn khư tù nhân. Nghĩ tới ngày xưa thất lạc thời không một màn, đế thích thiên nội tâm tâm ma, lại là bừng sáng trạng thái, không nhiễm chút nào thế tục bụi bẩm, trong lòng chỉ có thành lập lý tưởng nước chí nguyện to lớn, liền Cửu U Tà Quân đều cảm thấy rung động. Hiện tại đế thích thiên lâm vào là vạn khư tù nhân, hơn nữa trong lòng lý tưởng vậy hoàn toàn tan biến, khá là làm người ta thổn thức. Thật ra thì hắn nếu như trực tiếp chết đi, có lẽ cũng là một chàng giải thoát, là tốt nhất kết cục. Bây giờ bị vạn khư nhốt, chỉ sợ thì sống không bằng chết. Chỉ hy vọng nhâm gia lão tổ, mang về đế thích thiên sau đó, có thể ở vũ hoàng cổ đế trước mặt, giữ được một cái mạng. Diệp Thần đối đế thích thiên sống chết, cũng không quan tâm. Dẫu sao hai bên tranh đấu chém giết kéo dài, tích lũy huyết cừu quá sâu, hắn không thể nào tha thứ đế thích thiên. Hiện tại, Diệp Thần chỉ hy vọng nhâm gia lão tổ tông nhâm độc hành, có thể giữ được một cái mạng. Trước cùng nhâm độc hành giao thủ, Diệp Thần vậy thu được ích lợi không cạn, hắn đối với người này không hề căm ghét, huống chi nhâm độc hành vẫn là nhâm phi phàm lão tổ tông, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn chết. Một đường phi hành dưới, Diệp Thần xài nửa ngày thời gian. Rốt cuộc đi tới nhân gian cấm thành. Nhân gian này cấm thành, cũng không ở mặt biển, mà là ở đáy biển. Diệp Thần lẻn vào đáy biển, thấy được một phiến cổ xưa phế tích di tích, vậy di tích bị trùng trùng vòng xoáy bao vây, một đoàn đoàn cát bụi cùng rong biển vần quanh, không thấy rõ hư thật. Nơi này chính là nhân gian cấm thành sao? Diệp Thần móc ra nhâm độc hành cho hắn ngọc bội, cẩn thận cảm ứng, phát hiện trên ngọc bội hơi thở, đúng là cùng mảnh phế tích này tương thông. Cửu U Tà Quân nói, đến gần thử một chút. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, bay gần vậy phế tích, nhưng phát hiện phế tích vòng ngoài, lưu lại một tầng cổ xưa cấm chế. Hắn cầm lên ngọc bội, ấn vào tầng kia cấm chế vách ngăn trên. Rắc rắc. Cấm chế vách ngăn nứt ra một cái lỗ, lúc đầu ngọc bội này, chính là mở ra cấm chế chìa khóa. Quả nhiên có động thiên khác. Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức phi thân mà vào. Hắn xuyên qua cấm chế vách ngăn sau đó, trước mắt phong cảnh đột nhiên rộng rãi, nhưng thấy được một phiến thành lập ở nơi phế tích thành phố. Thành thị này, ngoài mặt ở đáy biển, nhưng thực tế là một phiến độc lập hư không, tự thành thiên địa, cửa thành treo một tấm bảng, phía trên in nhân gian thánh thành bốn chữ. Nhân gian này thánh thành, chính là nhân gian cấm thành sao? Diệp Thần híp mắt, nhưng gặp thành phố đó khá là náo nhiệt, có người gian nóng rực thở mạnh voi. Một phiến vui mừng mênh mông hình dáng. Này, Diệp Thí Thiên, ngươi làm sao tới? Diệp Thần đang ngắm nhìn để gặp, bỗng nhiên một đạo quen thuộc giọng nữ, từ bên cạnh truyền tới. Diệp Thần nghiêng đầu vừa thấy, nhưng gặp một cái thiếu nữ đồ trắng, mặt đầy vui mừng, bay vậy tựa như chạy qua tới, khoác ở hắn cánh tay. Thiếu nữ này, lại là Lãnh Mộ Tình. Lãnh Mộ Tình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Không nghĩ tới sẽ ở nhân gian cấm thành đụng phải người quen. Lãnh Mộ Tình cùng Diệp Thần gặp lại, mặt đầy mừng rỡ vẻ kích động, hồi tưởng lại trước kia Diệp Thần từng thay nàng chữa thương, các loại cờ bay phất phới hình ảnh, lại không khỏi gò má đỏ ửng, sâu sâu hít thở mấy cái khí, mới thoáng bình phục ở tâm tình, nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao người tới gian cấm thành? Chỗ này đặc biệt bí mật, hơn nữa có cấm chế bảo vệ, ngươi là vào bằng cách nào? Là ngươi sư bá kêu ngươi tới sao? Lãnh Mộ Tình chỉ lấy là, Diệp Thần có thể đi vào nhân gian cấm thành, là ma tổ vô thiên chỉ dẫn. Diệp Thần nói, và ta sư bá không quan hệ, ta mình tới, ngươi đâu? Lãnh Mộ Tình âm thầm nghi ngờ, nhưng nghĩ tới Diệp Thần thân phận đặc thù, lại có rất nhiều bí mật, nàng cũng không sâu hỏi tiếp, nói ta là phụng ngươi sư bá mệnh lệnh tới. Diệp Thần nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói, là ma tổ vô thiên kêu ngươi tới. Lãnh Mộ Tình nói, đúng vậy, nhân gian cấm thành chỗ này, mặc dù bí mật, nhưng cựu Nhật Minh đã sớm biết rồi, chỉ là bởi vì nơi này,
chôn giấu một khối nhân gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, có thể cùng luân hồi chi chủ có liên quan, cựu Nhật Minh chẳng muốn quá nhiều dính thôi. Bất quá gần đây, mà tổ vô thiên cùng luân hồi chi chủ, tựa hồ có ân oán tranh đấu, cho nên hắn phái ta tới đây, là muốn điều tra nơi này nhân quả, nếu như có thể mang đi người nọ gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, tự nhiên cực kỳ tốt nhất. Trước đây đi săn đại hội, Lãnh Ngộ Tình đã thuận lợi thông qua, trước mắt gia nhập cựu Nhật Minh, nàng chính là cựu Nhật Minh đệ tử. Lần này tới nhân gian cấm thành, chính là nàng tiến vào cựu Nhật Minh sau đó, nhiệm vụ thứ nhất. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như ma tổ vô thiên, cũng muốn cướp lấy thánh hồn mảnh vụn nói, vậy cũng phiền toái. Người biết vậy thánh hồn mảnh vỡ, ở địa phương nào? Diệp Thần xem nhân gian này cấm thành, lãnh thổ tựa hồ không nhỏ, muốn xác định thánh hồn mảnh vụn vị trí, cũng không phải chuyện dễ dàng, liền hướng Lãnh Ngộ Tình hỏi. Lãnh Ngộ Tình nói, biết à, tất cả tình báo, cựu Nhật Minh bên trong đều có, người nọ gian hồn đạo mảnh vỡ, liền ở thành chủ con trai, Cố Đồ Tô trong cơ thể. Diệp Thần cả kinh, nói, thánh hồn mảnh vỡ, ở thành chủ con trai trong cơ thể. Lãnh Ngộ Tình nói, đúng vậy, vậy thành chủ con trai, từ vừa sanh ra chính là thánh hồn mảnh vụn đồ đựng, một mực chịu đủ hành hạ, gần đây 10 năm thậm chí ngủ mê mang, một ngủ không tỉnh, là nửa tháng trước, mà tổ vô thiên ban thưởng linh đan diệu dược, mới đưa hắn thức tỉnh. Thành chủ Cố Tỳ chuẩn bị cử hành khánh điển, chúc mừng hắn con trai tỉnh lại, ngày hôm nay chính là khánh điển đám tiệc ngày, ta cựu Nhật Minh vậy được mời, ta phụng mời tới, Diệp Thí Thiên, không nghĩ tới sẽ gặp ngươi, vậy chúng ta cùng đi tham gia khánh điển đi. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Ngộ Tình rất là cao hứng, hiếm có cùng Diệp Thần gặp nhau cơ hội, nàng là mơ tưởng để cầu, cầu không được. Diệp Thần trong lòng động một cái, không nghĩ tới vậy thánh hồn mảnh vỡ, sẽ ở thành chủ con trai trong cơ thể, không biết phải thế nào lấy ra lại sẽ có hậu quả gì không. Được, chúng ta đi liền khánh điển nhìn một chút. Suy nghĩ không định, Diệp Thần gật đầu một cái, dự định cùng Lãnh Ngộ Tình đi khánh điển xem. Lãnh Ngộ Tình mặt đầy vui sướng, liền kéo Diệp Thần cánh tay, động tác rất là thân mật, đi về phía trước vào. Nàng như vậy thân mật cử động, thậm chí đem mình hai luồng mềm mại, dán chặt đến Diệp Thần trên cánh tay, là tỏ rõ cõi lòng ý, nàng thích Diệp Thần, cho nên chủ động, thái độ vô cùng nóng rực. Nhưng Diệp Thần biết, nàng thật ra thì cũng không phải thật thích mình, chỉ là bị luân hồi huyết mạch bị nhiễm, cho nên sinh ra tình cảm ảo giác. Diệp Thần không muốn gây thêm rắc rối, cũng không muốn tổn thương Lãnh Ngộ Tình tim, cho nên chỉ giữ hồ đồ, vừa không trả lời, cũng không cự tuyệt. Hai người duy trì một loại không khí vi diệu, một đường đi tới nhân gian cấm thành cửa thành hạ. Lãnh tiểu thư tốt, hai cái giữ cửa vệ binh, hiển nhiên là gặp qua Lãnh Ngộ Tình, biết nàng là cựu Nhật Minh đệ tử, vội vàng cung kính thi lễ. Lãnh Ngộ Tình gật đầu một cái, lại hướng vệ binh giới thiệu Diệp Thần. Nói, vị này là ma tổ vô thiên sư chất, Diệp Thí Thiên. Vậy hai tên vệ binh kinh hãi, nói, lúc đầu vị này chính là Diệp Thí Thiên Diệp Đại Nhân sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay Diệp Đại Nhân đại giá đến chơi, thánh thành quang diệu vô hạn, thật đáng mừng. Diệp Thần thấy vậy hai tên vệ binh thái độ, dự đoán chuyện mình hành động, cũng đã ở nhân gian cấm thành truyền ra. Không cần đa lễ. Diệp Thần tùy ý chắp tay đáp lễ. Sau đó liền cùng Lãnh Ngộ Tình cùng nhau, tiến vào nhân gian cấm thành. Mộ chủ đại nhân, chỗ này, hơi thở có chút cổ quái. Mà khi tiến vào nhân gian cấm thành sau đó, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra cửu u tà quân thanh âm, mang một chút cảnh giác cùng phòng bị. Diệp Thần nói, tiền bối, thế nào? Cửu u tà quân ngưng trọng nói, ta tựa hồ đánh hơi được cựu Nhật hơi thở. Diệp Thần hơi sững sờ, nói cựu Nhật hơi thở. Chẳng lẽ có cựu Nhật võ giả, ẩn giấu ở chỗ này? Cửu U Tà Quân nói, không xác thực định, ta còn muốn ở cẩn thận suy diễn, ngươi đi trước vậy khánh điển, nếu như có gió thổi cỏ lay gì, ta lại nói cho ngươi. Diệp Thần âm thầm chú ý, nói, được. Khánh điển ở trung tâm thành phố cử hành, Diệp Thần cùng Lãnh Ngộ Tình, đi tới trung tâm thành phố, nơi này là một phiến đồ sộ sân rộng, quảng trường có rất nhiều khánh điển hoạt động, khá là náo nhiệt. Diệp Thần đảo mắt nhìn bốn phương, mơ hồ phát hiện không thiếu cường giả hơi thở, xem ra nhân gian này cấm thành, tích lũy vậy khá là thâm hậu, không thể khinh thường. Hắn cùng Lãnh Ngộ Tình đi dạo một hồi, thì có một cái người đàn ông trung niên, mang mấy người tùy tùng đi lên, hướng hai người thi lễ.
Lãnh tiểu thư, Diệp đại nhân, hai vị đại giá đến chơi, tại sao không đi ta lo cho gia đình ngồi một chút? Vậy người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, nói. Lãnh Ngộ Tình nói, Cố thành chủ, ta dự định ở khánh điển trên đi dạo một chút, lại đi gặp ngươi cũng không muộn. Thấp giọng hướng Diệp thần nói, hắn chính là nhân gian cấm thành thành chủ, Cố gia tộc trưởng Cố Tỳ. Nhân gian cấm thành, do lo cho gia đình trông coi, người trung niên này người, tên là Cố Tỳ, chính là thành chủ. Người nọ gian hồn đạo mảnh vỡ, ngay tại Cố Tỳ con trai trong cơ thể. Cố Tỳ cười nói, tiệc lập tức phải bắt đầu, xin lãnh tiểu thư và Diệp đại nhân, rời bước đến ta lo cho gia đình. Dừng một chút, Cố Tỳ vừa nhìn về phía Diệp thần nói, Diệp đại nhân, khuyển tử ngưỡng mộ ngài uy danh, nói muốn gặp ngươi một lần, xin ngươi hãy không nên chê. Diệp thần nói, Cố thành chủ quá khách khí. Lập tức Diệp thần cùng Lãnh Ngộ Tình, cùng nhau đi theo Cố Tỳ, đi lo cho gia đình dinh. Mà càng đến gần lo cho gia đình, Diệp thần càng cảm thấy một cổ nóng rực địa mạch khí, tựa hồ ở cố trong nhà, ẩn giấu cái gì đặc thù pháp bảo tự. Mà vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, vậy truyền ra cửu U Tà Quân thanh âm. Cửu U Tà Quân nói, mộ chủ đại nhân, ta bắt được, nơi này quả nhiên có cựu nhật hơi thở, hơn nữa còn là ta thiên võ tiên môn trước kia phản đồ. Diệp thần hơi kinh hãi, nói thiên võ tiên môn phản đồ. Cửu U Tà Quân nói, chính là... Năm đó ta thiên võ tiên môn, cùng vạn khư thần điện tranh bá, quyết chiến chính là kịch liệt thời điểm, có một tên phản đồ, nhân cơ hội đem một kiện pháp bảo trộm đi. Vậy pháp bảo, tên là Chu Thước Cửa, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hồng hoang cửu môn một trong, vậy phản đồ kêu hình cổ mãnh liệt, hắn trộm đi Chu Thước Cửa sau đó, liền không biết tung tích. Chu Thước Cửa. Diệp thần nghe được cái này pháp bảo danh hiệu, mơ hồ tới giữa, cảm thấy pháp bảo này hơi thở. Cùng Kỳ Tư Thanh rất có đồng tình chỗ. Kỳ Tư Thanh võ đạo, cũng có Chu Thước Y Uẩn, nếu như có thể đạt được cái này Chu Thước Cửa, đối Kỳ Tư Thanh nhất định có to lớn tăng lên. Tiền bối, người nói là vậy phản đồ hình cổ mãnh liệt, ở nơi này. Diệp thần hỏi nói. Cửu U Tà Quân nói, không sai, ta có thể bắt được vậy phản đồ hơi thở, mặc dù đã thật to suy yếu, thậm chí tựa hồ liền thân xác cũng không có, nhưng hắn âm hồn không tiêu tan. Thần hồn đặc biệt là ở đây, còn chưa chết, ẩn núp ở vùng lân cận, rất có thể phải làm loạn. Diệp thần nói, vậy Chu Tước Cửa đâu? Cửu U Tà Quân nói, Chu Tước Cửa, pháp bảo này cũng ở đây vùng lân cận, xem ra còn không có hoàn toàn mài mòn. Hai người ngay lúc nói chuyện, Diệp thần đã ở Cố Tỳ dưới sự hướng dẫn, đi tới lo cho gia đình dinh trong phủ. Đúng rồi, vậy phản đồ hình cổ mãnh liệt, còn có pháp bảo Chu Tước Cửa. Đều ở đây cái này lo cho gia đình trong phủ, rất có thể liền núp ở sau núi địa mạch bên trong. Cửu U Tà Quân cẩn thận bắt, chính là rõ ràng cảm giác được, Chu Thước Cửa cùng hình cổ mãnh liệt, cũng núp ở lo cho gia đình, hơn nữa có thể ở lo cho gia đình phía sau núi địa mạch. Diệp thần ánh mắt híp lại, nhìn về lo cho gia đình chỗ sâu, quả nhiên có thể thấy một vùng núi đỉnh, sơn thanh thủy tú, nhưng địa mạch bên trong nhưng cất giấu một món đặc thù nóng rực hơi thở, liền hắn cũng cảm ứng được. Mộ chủ đại nhân, nếu phát hiện hình cổ mãnh liệt vậy phản đồ, người có thể phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Cửu U Tà Quân nhắc tới hình cổ mãnh liệt tên chữ thời điểm, tràn đầy tức giận cùng căm ghét ý. Phản đồ dĩ nhiên là người người thống hận, hơn nữa cái này hình cổ mãnh liệt, còn đã từng ở thiên võ tiên môn nhất thời khắc nguy nan, đem thiên võ tiên môn pháp bảo trộm đi. Diệp thần trong lòng động một cái, nói tiền bối mời yên tâm, nếu có cựu nhật phản đồ ở chỗ này. Ta sẽ thuận tay diệt trừ. Diệp thần mới vừa đột phá, lại trải qua thánh cổ di tích và võ đạo luân hồi đồ, mặc dù võ đạo luân hồi đồ không có hoàn toàn nắm trong tay và tạm thời không cách nào vận dụng, nhưng võ đạo tu vi cường hãn rất nhiều là không tranh sự thật, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn giải quyết hết một cái cựu nhật phản đồ, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, hiện tại Cố gia tiệc mới vừa bắt đầu, không thích hợp động thủ. Diệp thần nhẫn nại ở tâm tình, cùng Lãnh Ngộ Tình cùng nhau, ở Cố Tỳ tiếp đón hạ, tiến vào lo cho gia đình phòng khách. Lo cho gia đình trong đại sảnh, đã sớm xe phân khối lớn tiệc rượu, tất cả loại chân tu món ăn ngon trình lên, tiếng người ồn ào. Cha! Một cái thiếu niên, hào hứng từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Cố Tỳ, Diệp Thần, Lãnh Ngộ Tình các người chạy tới. Cố Tỳ ha ha cười một tiếng, hướng Diệp Thần Lãnh Ngộ Tình giới thiệu, vị này là khuyển tử Cố Đồ Tô. Sau đó lại hướng Cố Đồ Tô nói,
Đồ Tô, mau tới gặp qua hai vị đại nhân. Cố Đồ Tô liền vội vàng tiến lên, hướng Lãnh Mộ Tình cùng Diệp Thí Thiên chắp tay, nói tiểu tử Cố Đồ Tô, gặp qua Lãnh tiểu thư, Diệp đại nhân. Dừng một chút, hắn ánh mắt nhìn về Diệp Thần, tràn đầy kích động cùng ý sùng bái, nói, Diệp đại nhân, nghe nói người lĩnh ngộ chỉ thủy một kiếm, kiếm đạo vượt qua thế giới hiện thật, đệ nhất thiên hạ, ta cũng là học kiếm, rất là ngưỡng mộ ngươi phong tư, không biết ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta. Nếu như có thể làm ta sư phụ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nghe được Cố Đồ Tô mà nói, Diệp Thần ngẩn người, lại không nghĩ rằng đối phương vừa thấy mặt, lại muốn bái sư. Hắn chỉ thủy kiếm đạo, quá mức huyền ảo tuyệt diệu, không phải thế giới hiện thật ngôn ngữ cùng quy luật có thể hình dạng, chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền thụ, hắn coi như muốn dạy, cũng là không thể nào giáo hội người ngoài. Cố Tỳ sợ hết hồn, vội vàng bồi tội nói, Diệp đại nhân, khuyển tử ngủ say 10 năm, không thông đối nhân xử thế, lời nói mạo phạm điểm, xin Diệp đại nhân thứ lỗi. Ngang Cố Đồ Tô một mắt, nói, Đồ Tô, ngươi làm sao vừa thấy mặt đã muốn bái sư, cũng không sợ đường đột. Cố Đồ Tô ngượng ngùng cười một tiếng, hướng Diệp Thần nói, xin lỗi, Diệp đại nhân, là ta thất lễ, ngươi mời ngồi. Vừa nói liền mời Diệp Thần tiến vào phòng khách. Không sao. Diệp Thần gật đầu một cái, từ Cố Đồ Tô trên mình, mơ hồ thấy được Tiêu Thủy Hàn bóng dáng. Ban đầu Tiêu Thủy Hàn, thuở thiếu thời hậu, cũng là cái này nóng rực khoe khoang hình dáng, để cho Diệp Thần rất là hoài niệm. Diệp Thần cùng Lãnh Mộ Tình, tới đến đại sảnh bên trong, ở chỗ khách quý ngồi xuống. Chủ khách một hồi hàn huyên khách sáo, ăn uống vui, ngược lại cũng vui sướng. Rượu qua ba tuần, Lãnh Mộ Tình gò má mang một chút say khướt đỏ ửng, khá là say lòng người. Nàng khẽ mỉm cười, xinh đẹp xinh hoa, trong đại sảnh mọi người, cũng ngần than thầm, giỏi một cái tươi đẹp thoát tục cô gái đẹp. Nhưng gặp Lãnh Mộ Tình buông xuống ly rượu, hướng Cố Tỳ nói, Cố thành chủ, ta lần này tới đây, còn có là một, muốn cùng ngươi thương lượng. Cố Tỳ nói, Lãnh tiểu thư, không biết là chuyện gì, ta lo cho gia đình đã đáp ứng, hàng năm hướng Cựu Nhật Minh nộp một khoản thiên tài địa bảo, coi là cung phụng, xin các ngươi hãy Cựu Nhật Minh nương tay cho, không nên làm khó ta lo cho gia đình cho thỏa đáng. Lo cho gia đình một mực ẩn cư ở nhân gian cấm thành, trấn thủ nhân gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, cho tới bây giờ không cùng người ngoài tranh đấu, lần này là Cựu Nhật Minh chủ động liên lạc. Cố Tỳ xem ở Ma Tổ Vô Thiên, cứu tỉnh con trai hắn phân thượng, vậy nguyện ý nộp cung phụng, cúi đầu xưng thần, nhưng đây đã là ranh giới cuối cùng, còn như Cựu Nhật Minh cùng Vạn Khư Thần Điện tranh đấu, hắn tuyệt chẳng muốn tham dự vào. Lãnh Mộ Tình nói, không phải cung phụng chuyện, chúng ta Cựu Nhật Minh, muốn cùng các người lo cho gia đình, nói một chút thánh hồn mảnh vụn sự việc. Nghe được thánh hồn mảnh vỡ bốn chữ, Cố Tỳ mặt liền biến sắc. Toàn trường tân khách cùng Cố ra mọi người, vậy đều là nặng như vậy biến sắc, mới vừa còn vô cùng náo nhiệt phòng khách, lập tức đổi được an tĩnh lại, hiển nhiên cái này thánh hồn mảnh vỡ, đối mỗi một người mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Lãnh Mộ Tình nói, lão tổ nói, hắn muốn người nọ gian hồn đạo mảnh vỡ, mời các ngươi mở điều kiện. Nói ra lời này, toàn trường một hồi xôn xao, xì xào bàn tán. Cố Tỳ sắc mặt đổi rất khó khăn xem, một bên Cố Đồ Tô, nháy mắt một cái, khá là vô tội hình dáng, hướng Lãnh Mộ Tình nói, Lãnh tiểu thư, thánh hồn mảnh vỡ ở trong cơ thể ta, nếu như lấy ra, ta lại phải chết. Nghe nói như vậy, Lãnh Mộ Tình nhất thời ngạc nhiên, nói cái gì? Cố Tỳ nói, Lãnh tiểu thư, ngươi không biết sao? Lãnh Mộ Tình nói, ta không hề biết, lúc đầu thánh hồn mảnh vỡ, lấy ra sau đó, lệnh công tử phải chết sao? Cố Tỳ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ta lo cho gia đình mấy đời trấn thủ thánh hồn mảnh vỡ, lấy bảo vệ luân hồi là nhiệm vụ của mình, nghe nói Ma Tổ Vô Thiên, cùng luân hồi chi chủ khá có ân oán, ta lo cho gia đình cũng là tiến thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Lãnh Mộ Tình nói, các ngươi người ở Hắc Ám Cấm Hải, vậy dĩ nhiên muốn chống đỡ lão tổ. Cố Tỳ nói, ngươi nói không sai, nếu như không có Ma Tổ Vô Thiên bảo vệ, Hắc Ám Cấm Hải đã sớm bị Vạn Khư xúc diệt, cũng sẽ không có ta Cố gia tồn tại, ta nguyện ý chống đỡ Cựu Nhật Minh. Thế nhưng thánh hồn mảnh vỡ, ở khuyển tử trong cơ thể, chân thực không thể lấy ra, xin Lãnh tiểu thư, Diệp đại nhân thứ lỗi. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng Cố Tỳ nói, Cố thành chủ, ta to thông y thuật, có lẽ có thể lấy ra lệnh công tử trong cơ thể thánh hồn mảnh vỡ, mà không tổn thương hắn tánh mạng.
Cái này thánh hồn mảnh vỡ, ma tổ vô thiên lại có thể cũng muốn, Diệp Thần nhưng không thể để cho hắn rơi vào ma tổ vô thiên trên tay. Khối này mảnh vỡ, hắn là chí ở tất được. Cố Tỳ sợ hết hồn, nói, Diệp đại nhân, tuyệt đối không thể, vậy thánh hồn mảnh vỡ, đã sớm cùng khuyển tử huyết mạch hòa hợp, không cách nào phân giải, một khi cưỡng ép lấy ra, hắn nhất định tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần chau mày, không thể lấy ra thánh hồn mảnh vỡ, vậy cũng phiền toái. Lãnh Mộ Tình nói, Cố thành chủ, nếu như không lấy được thánh hồn mảnh vụn nói, ta không cách nào trở về giao nộp. Cố Tỳ mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, Lãnh tiểu thư, mời ngươi thứ lỗi, ta cũng chỉ có Đồ Tô một cái con trai, tuyệt không thể nhìn hắn chết. Cố Đồ Tô mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, trong lòng một hồi ứ động, hướng Lãnh Mộ Tình nói, Lãnh tiểu thư, ngươi muốn giết chết ta sao? Lãnh Mộ Tình nhìn đầy mặt hắn thiếu niên vô tội hình dáng, cười nói, Đồ Tô công tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cùng ta hồi Cựu Nhật Minh một chuyến, lão tổ hắn thần thông quảng đại, nhất định có phương pháp phá giải. Cố Đồ Tô nghe được phải đi Cựu Nhật Minh, nói, vậy cũng tốt, ta đã sớm nghe nói, ma tổ vô thiên là thiên hạ thứ hai cao thủ, hắn nếu như xuất thủ, có lẽ thật có thể thuận lợi lấy ra trong cơ thể ta mảnh vỡ, à, khối này thánh hồn mảnh vỡ, ký túc ở trong cơ thể ta, không biết đã bao nhiêu năm, ta cũng đầu rất đau, nếu như có thể giải quyết, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Dừng một chút, Cố Đồ Tô lại hưng sông lên nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt chớp động ánh sáng, nói, Diệp đại nhân, ta dâng ra thánh hồn mảnh vỡ, tương đương với lập được công lớn, đến lúc đó, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Diệp Thần nhìn Cố Đồ Tô nóng rực ánh mắt, hơi ngẩn ra. Nếu quả thật như Cố Tỳ mà nói, vậy thánh hồn mảnh vỡ, cùng Cố Đồ Tô huyết mạch hòa hợp, vậy cơ hồ không thể nào thuận lợi lấy ra, nếu như muốn cứng rắn lấy, tất tổn thương tính mạng hắn. Đến lúc đó, người khác đều chết hết, làm sao còn bái sư? Cố Tỳ hiển nhiên cũng biết tình hình nghiêm trọng, lạnh lùng nói, Đồ Tô, không được nói bừa. Dừng một chút, lại hướng Lãnh Mộ Tình cùng Diệp Thần nói, Lãnh tiểu thư, Diệp đại nhân, chuyện này, vẫn là thương lượng một chút nữa. Các ngươi tốt nhất phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, trở về Cựu Nhật Minh hỏi hỏi, nếu như ma tổ vô thiên có thể rất nhiều hạ cam kết, coi như lấy ra thánh hồn mảnh vỡ, cũng không tổn thương con ta tánh mạng, ta liền đem hắn giao cho các ngươi. Lãnh Mộ Tình nhìn xem Diệp Thần, nói, này, Diệp Thí Thiên, ta đều nghe ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói, vậy thì thông báo ta sư bá xem. Lãnh Mộ Tình gật đầu một cái. Lập tức phát ra phi kiếm truyền thư, phát hồi Cựu Nhật Minh, hướng ma tổ vô thiên thẩm vấn. Sau đó, hai người liền chờ đợi thơ hồi âm, nhưng một mực chờ đến trời tối, cũng không gặp hồi âm. Cố gia người, vậy đang khẩn trương chờ đợi. Cố Tỳ nói, xem ra chuyện này không phải chuyện đùa, ma tổ vô thiên cũng phải cân nhắc. Lãnh tiểu thư, Diệp đại nhân, các ngươi tối nay liền ở tệ phủ ở đi. Diệp Thần nói, cũng tốt. Cố Tỳ thấy Lãnh Mộ Tình kéo Diệp Thần cánh tay, khá là thân mật hình dáng, liền hỏi, không biết hai vị đại nhân, là muốn một gian phòng, vẫn là hai gian phòng. Lãnh Mộ Tình nói, một gian. Diệp Thần nói, hai phòng. Hai người nói chuyện trả lời, cơ hồ là cùng nhau nói ra. Cố Tỳ sau khi nghe được, nhưng là ngạc nhiên cùng lúng túng. Lãnh Mộ Tình gò má mắc cỡ đỏ bừng, cũng là một hồi lúng túng. Diệp Thần ho khan một tí. Nói, muốn hai gian phòng, theo sát. Cố Tỳ không ngừng bận rộn kêu, phải, tiểu nhân lập tức đi an bài. Đêm đó, Diệp Thần cùng Lãnh Mộ Tình, ở tạm ở Cố gia trong phòng khách. Đêm khuya vắng người, Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, nhưng bắt được lo cho gia đình phía sau núi địa mạch bên trong, vậy nóng rực hơi thở, ở trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt là nóng bỏng, muốn đến là chu tước cửa linh khí chập chờn. Cái đó gọi hình cổ mãnh liệt phản đồ. Rõ ràng vậy nhập vào người ở chu tước cửa trên. Mộ chủ đại nhân, thừa dịp đêm lên đường đi, nếu tìm được vậy phản đồ, cũng không thể bỏ qua. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu u tà quân âm thầm nhắc nhở. Diệp Thần gật gật đầu nói, ta đang có ý đó, thuận tay giải quyết cũng không tệ. Lập tức Diệp Thần đứng dậy, chuẩn bị ra cửa. Đốc đốc đốc, nhưng vừa lúc đó, bên ngoài nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Diệp Thần đã bắt được Cố Đồ Tô hơi thở, hiển nhiên là Cố Đồ Tô ở gõ cửa, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi. Diệp đại nhân, là ta. Dĩ nhiên là Cố Đồ Tô thanh âm.
Diệp Thần nói, đi vào. Két. Cố Nộ Tô đẩy cửa đi vào, sau đó đột nhiên ùm một tiếng, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, bình bịch bịch dập đầu, nói, Diệp đại nhân, ta rất là ngưỡng mộ kiếm ngươi nói, mời ngươi thu ta làm đồ đệ, truyền thụ ta chỉ thủy một kiếm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Cố Đồ Tô đêm khuya bái sư, hắn vội vàng đem Cố Đồ Tô đỡ dậy, nói, ngươi trước đứng lên. Cố Đồ Tô trong tròng mắt, đều là cầu đạo tới thành vẻ, nói, Diệp đại nhân, xin ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Diệp Thần không biết làm sao, không nghĩ tới đối phương nhớ không quên, vẫn là muốn bái sư, nói, chuyện bái sư, chậm một chút nói sau. Cố Đồ Tô gặp Diệp Thần không chịu tiếp nhận, chỉ lấy vì mình thành ý không đủ, nói, Diệp đại nhân, người muốn cái gì lễ bái sư? Ta lo cho gia đình cơ nghiệp phong phú, người muốn cái gì, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Diệp Thần cười khổ nói, không cần. Cố Đồ Tô trong mắt vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, Diệp đại nhân, người cùng ta tới, có một kiện pháp bảo, người khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Vừa nói muốn mang Diệp Thần đi ra ngoài. Diệp Thần đứng không nhúc nhích, nói, pháp bảo gì? Cố Đồ Tô nói, là Chu Tước Cửa, chính là Hồng Hoang Cửu Môn một trong, núp ở ta lo cho gia đình địa mạch chỗ sâu, người mang người đi xem. Diệp Thần nghe được Chu Tước Cửa bốn chữ, nhất thời tim giật mình. Vậy Chu Tước Cửa, chính là trước kia Thiên Võ Tiên Môn pháp bảo, sau đó bị Hình Cổ Mãnh Liệt đánh cắp. Hắn đang muốn chu diệt Hình Cổ Mãnh Liệt, đoạt lại Chu Tước Cửa, bây giờ nghe Cố Đồ Tô nói tới, tim tất nhiên đập mạnh. Xem ra, lo cho gia đình cũng biết Chu Tước Cửa sự việc, hơn nữa khẳng định sẽ phái người trấn thủ, Diệp Thần muốn đến gần, tuyệt không phải chuyện dễ. Hiện tại Cố Đồ Tô, muốn mang Diệp Thần đi xem Chu Tước Cửa, ngược lại là một cái phương tiện cơ hội. Diệp Thần tỉnh bơ, liền đi theo Cố Đồ Tô đi ra ngoài. Cố Đồ Tô một mặt hào hứng hình dáng, chỉ muốn biếu Diệp Thần, thuận lợi bái sư, một đường mang Diệp Thần, đi tới lo cho gia đình sau núi. Có mười mấy cố gia cường giả, trấn thủ ở phía sau núi cửa hang núi. Gặp qua đại thiếu gia. Thấy Cố Đồ Tô đêm khuya dẫn người tới, vậy mười mấy lo cho gia đình cường giả, nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là lập tức thi lễ. Cố Đồ Tô gật đầu một cái, nói ta có chuyện muốn đi xuống một chuyến, các ngươi tránh ra. Đám người trố mắt nhìn nhau, lại là nghi ngờ, lại mang một chút cảnh giác. Một cái cường giả con ngươi đông lại một cái. Hỏi thiếu gia, không biết là chuyện gì. Cố Đồ Tô nói, vậy không việc gì, Diệp đại nhân muốn nhìn chúng ta một chút cố gia trấn gia chi bảo, các ngươi không cần kinh hoàng, vậy không cần nói cho cha ta. Đám người ngạc nhiên, nhưng dự đoán Diệp Thí Thiên là cựu Nhật Minh nhân vật lớn, cũng sẽ không cướp đoạt bọn họ cố gia đồ, liền rối rít tránh ra. Cố Đồ Tô một hồi mừng rỡ, liền dẫn Diệp Thần, bước vào trong hang núi. Bên trong sơn động có một cái lối đi. Một đường đi xuống, tựa hồ kéo dài hướng lòng đất linh mạch chỗ sâu. Sư phụ, vậy Chu Tước Cửa liền ở dưới đất. Cố Đồ Tô hưng phấn nói. Diệp Thần nói, không muốn kêu ta sư phụ. Cố Đồ Tô nói, dạ, sư phụ. Diệp Thần một hồi không nói, nhưng vậy lười được nói gì, đi theo Cố Đồ Tô một đường đi dưới đất đi tới. Càng đi sâu vào để, Diệp Thần càng cảm thấy một hồi nóng rực địa mạch hơi thở, giống như nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng. Sóng nhiệt bức người. Sốt cuộc, đi ước chừng hai khắc sau, Diệp Thần đi tới cố gia thế giới lòng đất. Nhưng thấy vậy, khắp nơi là một mảnh tối đỏ màu sắc, nhiệt độ cao vô cùng, trên đất chảy xuôi từng cái nham thạch nóng chảy nhiệt hà, bốn phía vách núi đá, ở nham thạch nóng chảy nướng hạ, tựa như tùy thời muốn văng tung tóe vậy, ùng ục nham thạch nóng chảy nổi bọt tiếng, nghe mang vẻ nguy hiểm ý. Mà ở sông nham thạch nóng chảy ngọn nguồn, chính là một miếng to lớn môn hộ. Cánh cửa này hộ, toàn thân đỏ thẫm, khắc rất nhiều bay mây rực cánh trạng khắc hoa văn, lộng lẫy kỳ quan, sừng sững trên đất, chừng trăm trượng cao, cửa đỉnh thẳng tới đỉnh núi, người đứng ở nơi này cánh cửa hộ trước, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Đây chính là Chu Tước Cửa sao? Diệp Thần nhìn kỹ lại, nhưng gặp cửa kia hộ phía trên, có rất nhiều cổ xưa tang thương vết rách, hiển nhiên là năm tháng rất xưa, mài mòn nghiêm trọng, muốn đến là thời đại Hồng Hoang pháp bảo. Sư phụ, đây chính là ta cố gia trấn gia chi bảo, Chu Tước Cửa, truyền thuyết cái này Chu Tước Cửa, là cựu Nhật thời đại pháp bảo, bất ngờ đánh rơi đến ta cố gia địa mạch bên trong, mười mấy vạn năm trôi qua, pháp bảo này đã cùng ta lo cho gia đình địa mạch, hòa làm một thể.
Cố Đồ Tô hào hứng giới thiệu. Diệp Thần hỏi, người dẫn ta tới đây, là muốn làm cái gì? Cố Đồ Tô nói, sư phụ, ta muốn đem pháp bảo này đưa cho ngươi, coi là bái sư lễ vật. Diệp Thần vừa nghe, nhất thời kinh hãi, cái này Chu Tước Cửa, linh khí tương đương đậm đà, hơn nữa khí cơ mơ hồ cùng Kỷ Tư Thanh hoàn mỹ phù hợp, nếu như có thể đem cái này Chu Tước Cửa, đưa cho Kỷ Tư Thanh luyện hóa nói, nhất định có thể thật to tăng lên Kỷ Tư Thanh thực lực. Bất quá, Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Cố Đồ Tô lại muốn trực tiếp chắp tay đưa tiễn. Đừng ẩu tả. Diệp Thần theo bản năng cự tuyệt, Cố Đồ Tô còn nhỏ tuổi, vẫn là một cái thiếu niên, tặng Chu Tước Cửa cái loại này việc lớn, hắn không tư cách quyết đoán. Cố Đồ Tô nhưng là thần sắc vô cùng nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc nói, sư phụ, người hãy thu đi, tự mình lo cho gia đình sáng lập tới, cho tới bây giờ không người có thể chấp trưởng Chu Tước Cửa, pháp bảo này năm tháng quá rất xưa, chính là cựu Nhật thời đại đồ, mà sư phụ ngươi, cùng cựu Nhật thời đại sâu xa thâm hậu, cũng chỉ có ngươi, mới có thể chấp trưởng bảo này. Diệp Thần là ma tổ vô thiên sư chất, cùng cựu Nhật thời đại nhân quả cực sâu, Cố Đồ Tô tự nhiên cũng biết, nếu như Diệp Thần xuất thủ, có lẽ thật có thể thu phục pháp bảo này. Dẫu sao, pháp bảo này xuất xứ từ Hồng Hoang, lần trước truyền thừa chính là ở cựu Nhật. Diệp Thần lắc đầu một cái, đang muốn mở miệng cự tuyệt, chợt nghe lúc này, Chu Tước Cửa bên trong truyền ra một tiếng cô gái kêu lên. Bên trong có người. Diệp Thần sửng sốt một chút, cẩn thận nghe cô gái kia tiếng kinh hô, hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó tựa hồ là Kỷ Tư Thanh thanh âm. Chẳng lẽ nói, Kỷ Tư Thanh lại có thể ở Chu Tước bên trong cửa? Ai yêu, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Tước trong thế giới có người. Cố Đồ Tô nghe được vậy tiếng hô, cũng là thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Tước bên trong cửa, lại có người ngoài tồn tại. Là ai? Cố Đồ Tô nhất thời cảnh giác, đi tới môn hộ trước, đem Chu Tước cửa đẩy ra, muốn tìm tòi kết quả. Oanh! Nhưng mà, ở hắn mới vừa lúc đẩy cửa, một cổ cực kỳ kinh khủng sóng nhiệt, từ sau cửa thế giới bạo xông lên ra, ngay tức thì đem hắn chìm ngập. Hắn hừ vậy hừ im lặng. Lập tức bị hơi nóng cuồn cuộn biển lửa nuốt mất, lách cách một tiếng té ngã trên đất. Đồ Tô! Diệp Thần kinh hãi, vội vàng bay chạy tới, nhưng gặp Cố Đồ Tô đã bị đốt thành than cốc. Vậy Chu Tước Cửa pháp bảo sóng nhiệt, vô cùng nóng rực khủng bố, cũng không phải Cố Đồ Tô một cái thiếu niên có thể chịu đựng. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, lập tức bảo vệ Cố Đồ Tô tim, thi triển bát quái thiên đan thuật, thay hắn chữa trị. Cuối cùng hắn ra tay mau. Đem Cố Đồ Tô từ trước quỷ môn quan kéo trở lại. Cố Đồ Tô than cốc vậy thân thể, ở Diệp Thần chữa trị xuống, nhanh chóng khôi phục đỏ thắm, thương thế đã không có gì đáng ngại. Diệp Thần đột phá đến hoàn chân cảnh 9 tầng thiên sau đó, không chỉ là võ đạo tăng trưởng, liền y thuật đạo pháp cũng có đột phá, vậy may mà như vậy, mới có thể nhanh như vậy đem Cố Đồ Tô cứu vãn lại được. Bất quá, Cố Đồ Tô bị đánh vào quá lớn, hiện tại còn trong trạng thái hôn mê. Diệp Thần đem hắn thu xếp chung một chỗ cự nham trên, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp vậy Chu Tước phía sau cửa thế giới, là một phiến vĩnh hằng nham thạch nóng chảy vậy đất khô cằn, tràn đầy nóng rực ngọn lửa, thiên địa đều là một phiến nóng bỏng màu đỏ, nhìn thấy mà đau lòng. Mà ở đó Chu Tước thế giới chỗ sâu, Diệp Thần mơ hồ thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Lại là Kỷ Tư Thanh. Tư Thanh, nàng tại sao sẽ ở bên trong? Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Lập tức buông xuống Cố Đồ Tô, một mình xông vào Chu Tước bên trong thế giới. Phịch! Diệp Thần vừa tiến vào Chu Tước thế giới, sau lưng cửa, chính là tự động đóng trên. Chu Tước trong thế giới, nhiệt độ nóng bỏng được đủ để hòa tan sắt thép tinh thần, từng cơn sóng nhiệt đập vào mặt, ngọn lửa khí vụ ở trong hư không gầm thét sôi trào, biến ảo thành tất cả Chu Tước hình dáng, bốn phía đạp chết đánh vào, hung hãn dị thường. Thiên tiên cá chép sao, mở! Diệp Thần lập tức mở thiên tiên cá chép sao, từng cái thiên tiên cá chép, chung quanh người quanh quẩn vần quanh, đem chung quanh sóng nhiệt ngăn cách chạy đi. Ngay sau đó, Diệp Thần một đường bay vút, hướng Kỷ Tư Thanh chạy như bay. Diệp Thần, là ngươi. Kỷ Tư Thanh thấy được Diệp Thần, cũng là lớn kinh, vội vàng chạy nhanh tới. Diệp Thần tuy mang mặt nạ, nhưng Kỷ Tư Thanh vẫn là một mắt nhận ra. Nàng cùng Diệp Thần huyết mạch hòa vào nhau. Nhân quả dây dưa cực sâu, Diệp Thần ngụy trang, là không gạt được nàng. Hai người rốt cuộc tiến tới với nhau, ôm thật chặt ôm một tí. Tư Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần tháo xuống mặt nạ,
chỉ lấy vì mình thân trong mộng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh muốn nói gì, nhưng trên mình mang thương, đặc biệt là nơi ngực, có nghiêm trọng phỏng, nàng rên lên một tiếng, không nói ra lời. Đừng nóng, ta trước vì ngươi chữa trị. Diệp Thần sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, gọi ra hàng loạt suối vàng thánh thủy, hội tụ thành một cái thánh hà, xua tan chung quanh sóng nhiệt, cùng Kỷ Tư Thanh ngâm ngâm dưới nước. Cái này chu tước thế giới 10 phần khép kín, ở chỗ này vận dụng Hoàng Tuyền Đồ, luân hồi thuật pháp vân. Vân, cũng không cần lo lắng bị ngoại giới phát hiện. Suy suy suy, Kỷ Tư Thanh nóng bỏng thân thể, ngâm đến nước, lập tức có từng luồng khói trắng bay lên. Diệp Thần thay nàng chữa trị vết thương, chỉ chốc lát sau, Kỷ Tư Thanh hơi thở, liền khôi phục lại. Diệp Thần, đã lâu không gặp. Kỷ Tư Thanh ánh mắt quyến rũ như tơ, một khôi phục như cũ, liền chủ động ôm Diệp Thần cổ, thật sâu hôn đi qua. Diệp Thần trong lòng động tình, cùng Kỷ Tư Thanh một hồi nóng rực ôm hôn, thiếu chút nữa không nhịn được phải ở chỗ này triền miên, nhưng cuối cùng là nhịn được. Kỷ Tư Thanh hơi buông Diệp Thần, nói ta là từ Kỷ Lâm vậy bé gái trong miệng, biết chu tước cửa tin tức, cho nên len lén lặn đi vào, muốn cướp lấy pháp bảo này. Pháp bảo này hơi thở, cùng ta võ đạo đặc biệt phù hợp, nếu như có thể thu lấy mà nói, đối với ta võ đạo rất nhiều tăng thêm. Diệp Thần nói, Kỷ Lâm. Kỷ Tư Thanh nói, không sai, Kỷ Lâm vậy bé gái, Vân Đính Thiên Thư cùng Tiên Phủ Thiên Thư dung hợp, nàng mở ra Vân Đính dịch bàn cờ, chư thiên vạn giới nhân quả, đều có thể dòm ngó xem kỹ động coi là nàng coi là đến chu tước cửa rơi xuống, cho nên ta mới tới đây, không nghĩ tới lại sẽ gặp ngươi. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu Kỷ Lâm suy diễn thủ đoạn, đã đổi được như thế lợi hại, liền cựu nhật nhân quả đều có thể coi là đến, thậm chí tra được chu tước cửa rơi xuống. Kỷ Tư Thanh nói, ta hiện tại đã chém ra đột phá, tu vi là bách gia cảnh một tầng thiên, nhưng ở cái này chu tước thế giới chỗ sâu, nhưng đụng phải một đạo bách gia cảnh 4 tầng thiên cựu nhật oan hồn, vậy cựu nhật oan hồn, thiếu chút nữa đem ta giết chết, thật may ta chạy khỏi nhanh hơn. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng một tí Kỷ Tư Thanh hơi thở, quả nhiên phát hiện Kỷ Tư Thanh đã chém ra đột phá, thậm chí chém ra số lượng, đạt tới kinh người 90 đạo. Người chém ra số, lại có 90 đạo. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, chém ra 90, đây là tương đương lợi hại chiến tích. Võ đạo gông xiềng, tổng cộng cũng chỉ có 100 nói, có thể chém ra 90, đã là thiên quân tư, hơn nữa có vô lượng thiên quân tiềm chất. Vậy mà nói, chém ra vượt qua 81, liền coi là thiên quân tư, nhưng cũng chỉ là phổ thông thiên quân tư chất mà thôi. Muốn đạt tới võ đạo nhất đỉnh cấp, trong truyền thuyết vô lượng bất hủ cảnh, vậy ít nhất phải chém ra 90, mới có thể bước vào. Nếu như chém ra số lượng, thấp hơn 90 nói, cơ hồ không thể nào bước vào vô lượng cảnh, muốn trở thành là vô lượng thiên quân, cần phải bỏ ra so với người thường khó khăn ngàn gấp vạn lần cố gắng. Mà hiện tại, Kỷ Tư Thanh có thể chém ra 90, đại biểu nàng so với người bình thường, dễ dàng hơn đạt tới vô lượng cảnh, đó là thực tế võ đạo cuối cùng cảnh giới. Kỷ Tư Thanh gò má ửng đỏ, nói, đều là ngươi luân hồi huyết mạch tăng thêm, dựa hết vào ta mà nói, khẳng định không thể nào có thành tựu này. Nàng có thể chém ra 90, cái này to lớn thành tựu sau lưng, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Thần tương trợ. Diệp Thần cùng nàng kết hợp, giao phó cho nàng luân hồi huyết mạch lực lượng, hơn nữa nàng bản thân chính là nữ võ thần, cùng luân hồi kiếp trước kiếp này, nhân quả dây dưa cực sâu, cho nên đối luân hồi huyết mạch hấp thu, vậy so người bình thường thâm hậu, tăng thêm lớn hơn. Người có thể chém ra 90, rất tốt, là người công lao của mình, không cần cảm ơn ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói. Kỷ Tư Thanh nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi, vậy cựu nhật oan hồn mau đuổi tới. Nàng trong giọng nói tràn đầy lo âu, dẫu sao vậy cựu nhật oan hồn, tu vi ước chừng đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên, ở nàng trong mắt, là cường hãn dị thường tồn tại, không thể chiến thắng. Nàng kéo Diệp Thần tay, liền muốn rời đi, thứ nhất, là vì chạy nạn, thứ hai, là muốn tìm một chỗ an tĩnh, thật tốt đoàn tụ thân cận. Cựu nhật oan hồn sao? Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Kỷ Tư Thanh trong miệng cựu nhật oan hồn, muốn đến chính là thiên võ tiên môn ngày xưa phản đồ, hình cổ mãnh liệt. Chính là bách gia cảnh 4 tầng thiên, đối trước mắt Diệp Thần mà nói, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Không cần chạy, một cái cựu nhật oan hồn mà thôi, ta trong nháy mắt có thể diệt.
Diệp Thần đứng yên ở bước chân, không chút kinh hoàng. Cái gì, chẳng lẽ người bây giờ thực lực, đã có thể khiêu chiến bách gia cảnh 4 tầng thiên cường giả? Còn nữa, tên kia thậm chí mơ hồ đến gần 5 tầng thiên. Kỷ Tư Thanh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cẩn thận ngắm nhìn Diệp Thần, nàng phát hiện mình lại có thể không thấy rõ Diệp Thần lai lịch. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát sau, nhưng gặp phương xa có một đạo cựu nhật hơi thở, khỏa cuốn cuộn cuộn nham thạch nóng chảy, phá không bay tập kích tới. Mới mẻ máu thịt, không cần chạy, lưu lại cho ta làm đồ đựng đi. Hì hì hắc, chỉ gặp một cái người đàn ông trung niên, thân xác đã sớm chết, chỉ còn lại một món hồn phách, lơ lửng ở giữa không trung, hai tròng mắt bắn ra nóng rực vẻ tham lam, quét nhìn Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, tràn đầy thèm thuồng ý. Tiền bối, người này chính là hình cổ mãnh liệt sao? Diệp Thần âm thầm hướng luân hồi mộ địa hỏi. Cửu U Tà Quân trầm giọng nói, là hắn không sai, hắn tự hồ luyện hóa chu tước cửa thất bại, thân xác điêu mất, chỉ còn lại một món thần hồn, đem người hắn thần hồn tiêu diệt, nhổ cỏ tận gốc là được. Cửu U Tà Quân ánh mắt cay độc, liếc mắt liền nhìn ra, cái này hình cổ mãnh liệt hồn phách, cùng chu tước cửa không có khí cơ liên lạc, nói cách khác, năm đó hình cổ mãnh liệt trộm đi chu tước cửa sau đó, cũng không có thể thành công luyện hóa, phản thất bại. Hôm nay hình cổ mãnh liệt, chỉ còn lại một món thần hồn, rõ ràng cho thấy luyện hóa pháp bảo thất bại, gặp kết cục thảm hại. Thì ra là như vậy, vậy ta thanh lý môn hộ là được. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái lãnh khốc nụ cười, trong tay rút ra tai nạn thiên kiếm. Đây là, cao nhất thiên kiếm. Hình cổ mãnh liệt thấy Diệp Thần kiếm trong tay, nụ cười nhất thời đóng lại, chỉ cảm thấy từng trận hung hãn tai nạn hơi thở, hòa lẫn thiên kiếm sát phạt gào thét tới. Kiếm chưa động, hắn đã cảm nhận được một hồi cực lớn uy áp. Đợi một chút, người ưng. Lại cẩn thận vừa thấy, hình cổ liệt thần biến sắc hóa kịch liệt hơn. Bởi vì, hắn từ Diệp Thần trên mình, bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở. Đó là thiên võ tiên môn hơi thở, cùng hắn nhân quả đồng nguyên. Không sai, hình cổ mãnh liệt, ta chính là thiên võ tiên môn hậu nhân, ở chỗ này chung kết ngươi số mệnh. Diệp Thần giơ lên tai nạn thiên kiếm, giống như nhìn kỹ một con kiến hôi vậy, nhìn chằm chằm hình cổ mãnh liệt. Hình cổ mãnh liệt hoảng hốt, nhìn Diệp Thần ánh mắt, còn có hắn kiếm trong tay, hắn run lẩy bẩy, từng cơn âm thầm sợ hãi cuồn cuộn lên. Hắn đã mơ hồ bắt được, Diệp Thần sau lưng Cửu U Tà Quân hơi thở. Chạy! Cơ hồ không chút do dự nào, hình cổ mãnh liệt lập tức xoay người chạy trốn đi. Tên này! Kỷ Tư Thanh lấy làm kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới, hình cổ mãnh liệt vừa thấy được Diệp Thần, lại có thể trực tiếp chạy trốn, liền động thủ dũng khí cũng không có. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần đã cường hãn đến nước này? Chạy sao, trận tự quyết, tai nạn kiếm trận. Diệp Thần thong thả, bước chân đạp một cái, trực tiếp sử dụng trận tự quyết, một cái cho đen trận pháp, lập tức từ trên trời hạ xuống, bao phủ xuống. Suy, Diệp Thần trong tay tai nạn thiên kiếm. Cũng là ngay tức thì bay ra, cùng trận pháp kia dung hợp, đế kết thành một cái tai nạn kiếm trận. Lấy Diệp Thần trước mắt trận tự quyết thành tựu, cơ hồ có thể làm được tùy mình muốn, tùy ý bố trí trận pháp, không phí nhiều sức. Kiếm trận một thành, tai nạn thiên kiếm phân quang hóa ảnh, bộc phát ra ngàn vạn nặng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí sau lưng, lại mang theo thiên tai thần phạt hơi thở, các loại lửa cháy bừng bừng sấm sét, bão tuyết gió lớn, gào thét gầm thét, vô cùng nguy nga. Ngàn vạn đạo kiếm khí, xen lẫn ngập trời tai nạn thần phạt, hướng hình cổ mãnh liệt bạo giết đi. Hình cổ liệt thần sắc đại biến, bốn phương tám hướng toàn bộ bị kiếm khí bao phủ, nhưng là lại cũng không cách nào chạy trốn. Thạch Kình Thiên, đừng lấn hiếp người quá đáng. Hình cổ mãnh liệt cắn răng, mắt gặp không cách nào chạy khỏi, hít sâu một hơi, bách ra cảnh 4 tầng thiên đỉnh cấp linh khí, hoàn toàn bộc phát ra. Cùng lúc đó, chu tước thế giới địa mạch linh khí, phong thủy vận thế vân. Vân, cũng bị hình cổ mãnh liệt điên cuồng điều động ra. Hắn tuy không có thể luyện hóa chu tước cửa, nhưng ở mảnh thế giới này dạo chơi mười mấy vạn năm, đã sớm cùng địa mạch hòa làm một thể, lần này dựa vào địa mạch uy thế, hắn tổng hợp sức chiến đấu, thậm chí đủ để sánh bằng bách gia cảnh 5 tầng thiên. Chu tước địa mạch, chiến hồn binh giáp, lên. Hình cổ mãnh liệt quát to một tiếng, địa mạch linh khí hội tụ. Sắc 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 vang dội, lại có thể huyễn hóa ra một tôn tôn người mặc khôi giáp chiến sĩ, kết thành trận thế,
vần quanh ở bốn phía, đem hắn vây quanh vòng tròn. Diệp Thần tai nạn kiếm khí, ngàn vạn đạo chém chết tới, đều bị những cái kia khôi giáp chiến sĩ ngăn trở. Những thứ này khôi giáp chiến sĩ, trên thực tế là cái này phiến chu tước thế giới địa mạch biến thành, dựa vào địa mạch đại thế, vô cùng cường hãn, không dễ dàng đối phó. Không tốt. Kỷ Tư Thanh thấy một màn này, nhất thời thiếu mặt trầm xuống, là Diệp Thần lo âu. Nhưng Diệp Thần, vẫn là khí định thần nhàn hình dáng, không hoảng hốt chút nào. Mà nhìn Diệp Thần chấn định thần sắc, hình cổ mãnh liệt nhưng luống cuống, rung giọng nói, Thạch Kình Thiên, người ta cuối cùng là đồng môn, cần gì phải tương tàn. Người muốn chu tước cửa, ta cho ngươi là được. Diệp Thần ha ha cười nhạt, nói thứ ta mong muốn, tự nhiên sẽ tự mình cầm, còn cần ngươi tặng cho. Phản đồ, cho ta chết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần há mồm phun một cái, phun ra một đoàn băng tuyết. Cái này đoàn băng tuyết, xương tuyết bên trong lại mang ngân hà bụi bậm, ùn ùn kéo đến hô trào ra, dường như muốn táng diệt cả thế giới, nghiêm ngặt khí lạnh khắp nơi nổ tung, liền nham thạch nóng chảy cũng kết băng, mới vừa vẫn là nóng bỏng một mảnh thế giới, tựa như rơi vào hầm băng. Đây là tuyết táng tinh trần khí tượng. Diệp Thần luyện hóa tuyết táng tinh trần rất lâu, hôm nay đã hoàn toàn dung nhập vào, tuy chỉ có một nửa, nhưng uy lực vậy không phải chuyện đùa. Vậy tuyết táng tinh trần, dung nhập vào hắn trong huyết mạch, hắn tùy thời đều có thể thả ra ngoài, lần này bùng nổ, nhất thời băng tuyết tinh trần cuồn cuộn, chôn vùi hết thảy. Hô hô hô, cuồng bạo băng tuyết tinh trần, giống như xương sóng thác nước vậy thổi qua, đem vậy một tôn tôn khôi giáp chiến sĩ, toàn bộ nghiền diệt, cũng hóa thành thuần túy linh khí, trở về địa mạch. Hình cổ mãnh liệt trong mắt chấn động, mắt xem tuyết táng tinh trần gào thét tới, thần hồn thân thể một chui, muốn chui vào lòng đất. Nhưng, Diệp Thần sớm có chuẩn bị, mặt đất đều bị tuyết táng tinh trần đóng băng, bốn phía không gian vậy hoàn toàn phong tỏa. Đầy trời băng xương bụi bẩm, đem hình cổ mãnh liệt thân thể bao lấy. Hình cổ mãnh liệt ta một tiếng hét thảm, ở tuyết táng tinh trần tập kích, thần hồn bị xuyên thủng thành cái sàng, sau đó tan thành mây khói, hoàn toàn chết. Từ Diệp Thần ra tay, đến hình cổ mãnh liệt tiêu diệt, hết thảy cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Quá trình chiến đấu, so Diệp Thần tưởng tượng, còn thuận lợi hơn. Xem ra ta thực lực, đích xác là tăng tiến hơn. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, lần này giải quyết hình cổ mãnh liệt, không phí nhiều sức, không một chút trắc trở, liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Kỷ Tư Thanh trợn mắt hốc mồm, ở nàng trong mắt, vô cùng cường hãn cựu nhật oan hồn, lại ngay tức thì bị Diệp Thần tiêu diệt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần, ngươi, ngươi! Kỷ Tư Thanh kinh ngạc không nói ra lời, Diệp Thần võ đạo tiến bộ, thực lực tăng lên, so nàng tưởng tượng còn muốn nhanh mạnh rất nhiều. Tư Thanh, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trở lại Kỷ Tư Thanh bên người, ôm nàng eo thon chi, cúi đầu tại môi nàng hôn một tí. Hắn nội tâm cũng là khá là hỏa nhiệt, hiện tại hình cổ mãnh liệt đã giải quyết hết, tạm được an nghỉ, hắn cũng muốn cùng Kỷ Tư Thanh thân thiết một phen. Kỷ Tư Thanh gò má một đỏ. Lại nói cái này chu tước cửa. Nàng trong lòng đối chu tước cửa, vẫn là khá là khát vọng, muốn bắt pháp bảo này. Diệp Thần nói, ta cùng cố thành chủ thương lượng một chút, xem có thể hay không giao dịch tới đây. Diệp Thần trên đầu, tất cả loại thiên tài địa bảo rất nhiều, nếu như có thể, hắn muốn cùng thành chủ cố tỷ làm khoản giao dịch, đem chu tước cửa đổi qua tới. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, nàng hiện tại cái gì đều nghe Diệp Thần. Lập tức nàng liền đi theo Diệp Thần, tay cặp tay, đi ra phía ngoài. Đi tới ra cửa nơi miệng, Diệp Thần nhưng nghe phía bên ngoài tiếng bước chân hỗn loạn, tựa hồ có rất nhiều người tới đây. Thật giống như có người tới, Tư Thanh, người trước tránh một chút. Diệp Thần nhướng mày một cái, không muốn gây chuyện thị phi, liền sử dụng hoàng tuyển đồ, để cho Kỷ Tư Thanh tiến vào hoàng tuyển thế giới, tạm thời né tránh. Sau đó, Diệp Thần lần nữa đeo lên Diệp Thí Thiên mặt nạ. Che giấu hơi thở, mở ra cửa, một mình đi ra ngoài. Nhưng gặp ở ngoài cửa, thành chủ cố tỷ mang theo rất nhiều cường giả, tới chỗ này, còn có Lãnh Mộ Tình cũng ở đây. Cố Đồ Tô mới vừa tỉnh lại, người chung quanh đang vây quanh hắn lởn vởn, cha xem hắn thương thế. Ta không có sao, mọi người không cần lo lắng. Cố Đồ Tô đứng lên, thấy Diệp Thần đi ra, ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, sư phụ. Dừng một chút. Lại thấy chung quanh nhiều người như vậy, hắn liền trầm mặc xuống, có chút có tật giật mình.
Dẫu sao, chu tước cửa là Cố gia truyền thừa pháp bảo, còn chưa tới phiên hắn làm chủ đưa người. Cố thành chủ, các ngươi làm sao tới? Diệp thần tỉnh bơ, hướng Cố tỷ hỏi. Cố tỷ nói, ta cảm ứng được địa mạch dị động, liền dẫn người tới tra xem, Diệp đại nhân, ngươi làm sao vậy ở chỗ này? Lúc đầu Kỳ Tư Thanh cùng Diệp thần, trước sau và hình cổ mãnh liệt tranh đấu, dẫn phát địa mạch thay đổi, bị Cố tỷ cảm giác được, cho nên hắn mang người tới điều tra. Diệp thần nói, ta phát hiện nơi này có cựu Nhật oan hồn hơi thở, tựa hồ sẽ đối các ngươi lo cho gia đình bất lợi, đặc biệt tới đây tìm tòi kết quả. Cố tỷ thần sắc khẽ biến, nói, phải không? Chu tước bên trong cửa, đúng là ẩn núp một đạo cựu Nhật oan hồn, chuyện này, cố tỷ cũng biết. Thế nhưng cựu Nhật oan hồn thực lực, ước chừng đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên, cố tỷ cũng là khó khăn lắm cảnh giới này mà thôi, hắn không có nắm chắc ở địa mạch hoàn cảnh xấu hạ, cùng đối phương tranh đấu, cho nên một mực ẩn nhẫn, âm thầm nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp thần cười nhạt một tiếng nói, vậy cựu Nhật oan hồn, đã bị ta tiêu diệt, cố thành chủ sau này không cần lo lắng. Cái gì? Nghe được Diệp thần lời này, cố tỷ cùng chung quanh cố gia cường giả, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi diễn cảm, khó mà tin tưởng. Diệp đại nhân, vậy cựu Nhật oan hồn, nhưng mà bách gia cảnh 4 tầng thiên cường giả à? Ta biết, ta đã tiêu diệt. Diệp thần gật đầu một cái, Phong Khinh Vân đạm vậy nói. Cố tỷ các người lại là kinh hãi, cẩn thận cảm ứng dưới, phát hiện chu tước cửa hơi thở bình tĩnh, quả nhiên không có bất kỳ cựu Nhật oán khí vần quanh. Diệp đại nhân thật là thần thông cái thế, làm người ta bội phục. Cố tỷ ngưỡng mộ không dứt, chắp tay nói cảm ơn. Cố Đồ Tô hưng phấn nói, cha, đó là đương nhiên, truyền thuyết sư phụ hắn lĩnh ngộ chỉ thủy một kiếm, liền Hắc Sơn lão yêu cũng có thể trong nháy mắt giết, chính là một cái cựu Nhật oan hồn, lại coi là cái gì. Cố tỷ nói, Đồ Tô, người đã bái sư sao? Cố Đồ Tô nói, ách, còn không có, sư phụ hắn còn không chính thức thu ta làm đồ đệ. Diệp thần bình tĩnh nói, trước không nói cái này, cố thành chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau. Muốn không muốn thu cố Đồ Tô làm đồ đệ, thật ra thì Diệp thần không có vấn đề, từ cố Đồ Tô trên mình, hắn loáng thoáng thấy Tiêu Thủy Hàn bóng dáng, trong lòng cũng có mấy phần hảo cảm. Bất quá, muốn chân chính thu học trò, còn cần thận trọng thương lượng một tí, không thể như thế tùy tiện. Đoàn người đi ra ngoài, lần nữa hồi đến bên ngoài. Diệp thần nhớ tới chu tước cửa, pháp bảo này rất thích hợp Kỳ Tư Thanh, hắn muốn cùng cố tỷ giao dịch. Nhưng nếu như bây giờ lập tức nói, tựa hồ có chút đường đột. Diệp thần nhẫn nại ở tâm tình, dự định chờ ngày mai thương lượng lại. Lập tức, đám người mỗi người tạm biệt, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Diệp thần cùng Kỳ Tư Thanh, vượt qua một cái rất mau mắn ban đêm. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp thần lại bị một hồi nghiêm ngặt dùng mình thức tỉnh. Diệp thần mở mắt ra, đi cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng gặp ngoài cửa sổ đầy trời gió tuyết, mơ hồ có một cổ khí tức cường đại, quanh quẩn ở trên trời, tựa hồ là cựu Nhật Minh người tới. Là cựu Nhật Minh hộ pháp, Ngọc Thiềm tiên tử tới. Diệp thần cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện bầu trời gió tuyết bên trong, một cái tươi đẹp cô gái, yên tĩnh lơ lửng trước. Cô gái kia da thịt, lại là nửa trong suốt hình dáng, do như thủy tinh vậy, vô cùng kỳ dị, chung quanh băng tuyết gào thét, khí tượng muôn vàn. Diệp thần gặp qua nàng, nàng chính là cựu Nhật Minh 16 vị hộ pháp một trong, Ngọc Thiềm tiên tử. Ngọc Thiềm tiên tử lại người tới gian cấm thành, sau lưng nhất định là có trọng đại nhân quả. Muốn xảy ra chuyện sao? Kỳ Tư Thanh không mảnh vải che thân, ngủ ở Diệp thần bên gối, thấy ngoài cửa sổ vậy băng tuyết đầy trời cảnh tượng, cũng là thầm giật mình. Nhưng gặp Ngọc Thiềm tiên tử sau lưng, từng đạo cường đại bóng người hiện lên, chừng hơn 10.000 người, đều là cựu Nhật Minh bên trong chiến sĩ. Ngọc Thiềm tiên tử mang theo vạn người đại quân hạ xuống, rõ ràng tới ý bất thiện. Tư Thanh, người trước trở về nghỉ ngơi một chút, ta tới xử lý. Diệp thần để cho Kỳ Tư Thanh, trở lại trong hoàng tuyển thế giới đi, sau đó mình mặc vào quần áo, đeo lên mặt nạ, sải bước đi ra cửa. Lãnh Mộ Tình vậy đi ra. Thành chủ Cố Tỳ, Cố Đồ Tô, còn có rất nhiều cố gia võ giả, đều mang vẻ kinh ngạc, rối rít ra nghênh tiếp. Ngọc Thiềm tiên tử tu vi, là bách gia cảnh 4 tầng thiên, ở Diệp thần trong mắt, vậy dĩ nhiên là yếu ớt tồn tại, hắn trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng, Ngọc Thiềm tiên tử chính là cựu Nhật Minh hộ pháp,
thân phận không phải chuyện đùa, tự nhiên không thể dùng võ đạo man lực mà nói. Diệp Thần cùng Lãnh Mộ Tình nhìn nhau, Lãnh Mộ Tình ánh mắt mang theo nghi ngờ, hiển nhiên nàng cũng không biết, Ngọc Thiềm Tiên Tử sẽ hạ xuống. Ngọc Thiềm Tiên Tử thu hồi thần thông khí tượng, chung quanh gió tuyết dần dần ngừng, ánh mặt trời phá mây ra, chiếu vào trên người nàng, để cho nàng hiện ra một cổ cao cao tại thượng huy hoàng tôn quý khí vận. Ngọc Thiềm Tiên Tử đại giá đến chơi, Cố Mỗ không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Cố Tỷ đi lên phía trước, cúi đầu chắp tay, hướng Ngọc Thiềm Tiên Tử thi lễ. Nhìn Ngọc Thiềm Tiên Tử sau lưng vạn người đại quân, Cố Tỷ bên trong lòng rất là nặng nề, suy nghĩ ý đồ của đối phương. Ngọc Thiềm Tiên Tử chăn thủ nhẹ một chút, từ bầu trời đáp xuống, nhìn khắp bốn phía, thấy Diệp Thần cũng ở đây, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, Diệp sư đệ, lúc đầu ngươi cũng ở nơi đây sao? Diệp Thí Thiên là ma tổ vô thiên sư chất, bàn về bối phận, chính là Ngọc Thiềm Tiên Tử sư đệ. Gặp qua Ngọc Thiềm Tiên Tử, Diệp Thần chắp tay thi lễ. Ngọc Thiềm Tiên Tử lại nhìn xem Lãnh Mộ Tình, gặp hai người hơi thở khá là thân cận, nội tâm vậy mơ hồ rõ ràng liền cái gì, ha ha cười một tiếng, nói, Diệp sư đệ, nếu như quấy rầy ngươi và người đẹp vui vẻ đoàn tụ, vậy thì thật là thật xin lỗi. Diệp Thần nói, không sao, tiên tử nói đùa. Lãnh Mộ Tình nói, Ngọc Thiềm Tiên Tử, ngươi mang nhiều người như vậy tới đây, là muốn làm cái gì? Cố thành chủ đợi ta rất tốt, nơi này không gặp nguy hiểm. Ngọc Thiềm Tiên Tử nói, Mộ Tình, ngươi ngày hôm qua phi kiếm truyền thư, lão tổ đã nhận được, bởi vì sự quan trọng đại, lão tổ mệnh ta đích thân tới, trực diện lo cho gia đình, cho bọn họ một cái chính xác câu trả lời. Nói xong, Ngọc Thiềm Tiên Tử ánh mắt rơi vào Cố Tỷ cùng Cố Đồ Tô trên mình. Cố Tỷ Cố Đồ Tô hai phụ tử, vô hình cảm thấy một chút rùng mình. Ở Cố Đồ Tô trong cơ thể, có một khối nhân gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, khối này mảnh vỡ, Cựu Nhật Minh muốn cướp lấy, nhưng nếu như cưỡng ép cướp được nói, Cố Đồ Tô nhất định phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không có lưỡng toàn biện pháp. Ngọc Thiềm Tiên Tử từ từ nói, Đồ Tô công tử trong cơ thể thánh hồn mảnh vỡ, ta Cựu Nhật Minh nhất định phải bắt được, một điểm này, hy vọng Cố thành chủ rõ ràng. Cố Tỷ mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói tiểu nhân rõ ràng, không biết Phô Thiên lão tổ, có cái gì lưỡng toàn phương pháp, vừa có thể lấy ra thánh hồn mảnh vỡ, lại không bị thương con ta tánh mạng. Ngọc Thiềm Tiên Tử lắc đầu một cái, nói, không có lưỡng toàn biện pháp, trừ phi có thể tìm được một loại kêu, kéo dài tánh mạng linh căn, kỳ chân, thế nhưng kỳ chân, truyền thuyết sinh trưởng ở huyền hải, bên trong hải ngoại biển cũng không có, cho nên coi như là lão tổ, vậy vô kế khả thi. Cố Tỷ mắt mang kinh hoàng, nói, vậy Vô Thiên lão tổ ý là. Ngọc Thiềm Tiên Tử nói, thật xin lỗi, Cố thành chủ, người con trai phải chết. Cái này lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Cố Đồ Tô vội vàng chạy đến Diệp Thần bên người, nói, sư phụ cứu ta. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn từ không muốn nhìn thấy Cố Đồ Tô bỏ mình, huống chi người nọ gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, vậy tuyệt không thể rơi vào ma tổ vô thiên trong tay. Ngọc Thiềm Tiên Tử, không có biện pháp khác sao? Diệp Thần hỏi. Ngọc Thiềm Tiên Tử nói, chứ không có cách nào khác, trừ phi có thể tìm được kéo dài tánh mạng linh căn. Mới có thể giữ được Đồ Tô công tánh mạng của con, nhưng cái này loại kỳ chân, sinh trưởng ở huyền hải, lại làm sao có thể tìm được. Huyền hải, là hắc ám cấm hải địa phương thần bí nhất, liền ma tổ vô thiên cũng không biết lối vào. Mà Diệp Thần, tự nhiên cũng không biết tiến vào huyền hải phương pháp. Ngọc Thiềm Tiên Tử nói, nhân gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, không cho sơ thất, chỉ có thể là hy sinh Đồ Tô công tử, Cố thành chủ, thật sự là xin lỗi vạn phần. Cố Tỷ mặt đầy nặng nề cùng khổ nạn, nói tiên tử, ta cũng chỉ có một cái như vậy con trai, cầu ngươi khai ân. Ngọc Thiềm Tiên Tử trần chờ một tí, nói khai ân là không thể nào, thánh hồn mảnh vỡ không cho sơ thất, nhưng ta có thể châm trước một tí, đem các ngươi cố ra trí bảo, chu tước cửa, hiến tặng cho ta, ta có thể trì hoãn 10 ngày, lại mang đi Đồ Tô công tử. Nghe vậy, Cố Tỷ sắc mặt lại là khó khăn xem, chu tước cửa là cố ra bảo vật. Đêm này cùng pháp bảo dâng lên, chỉ có thể trì hoãn 10 ngày, không khỏi quá mức thua thiệt. Ngọc Thiềm Tiên Tử cười nói, Cố thành chủ, người đừng quên, chu tước cửa vốn chính là thiên võ tiên môn pháp bảo, bị phản đồ đánh cắp, bất ngờ đánh rơi đến ngươi lo cho gia đình địa mạch mà thôi, hiện tại ngươi dâng lên bảo này, chỉ là vật quy nguyên chủ. Cố Tỷ ánh mắt trầm xuống, nhìn xem Ngọc Thiềm Tiên Tử, lại nhìn xem Ngọc Thiềm Tiên Tử sau lưng,
ước chừng hơn 10.000 cái cựu Nhật Minh chiến sĩ, liền biết phản kháng cũng là phí công, nếu như có bất kỳ chống lại cử động, chỉ sợ toàn bộ lo cho gia đình, thậm chí cả người gian cấm thành, đều phải bị cựu Nhật Minh tàn sát. Được, Ngọc Thiềm tiên tử, ta liền đem Chu Tước cửa cho ngươi. Cố Tỷ cắn răng, vung tay lên, linh khí thúc giục. Ùm ùm. Hạ một sát, địa mạch chấn động, một miếng to lớn màu đỏ môn hộ, từ lòng đất chậm rãi dốc lên lên, chính là vậy Chu Tước cửa. Cố Tỷ linh khí thúc giục dưới, vậy Chu Tước cửa không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ thành bàn tay vậy lớn nhỏ, bắn về phía Ngọc Thiềm tiên tử. Ngọc Thiềm tiên tử khoanh tay tiếp lấy, trực tiếp thu nạp vào cơ thể, mỉm cười nói, rất tốt, Cố thành chủ, cái này 10 ngày thời gian, hy vọng các ngươi có thể tìm được kéo dài tánh mạng linh căn, có lẽ có thể giữ được Đồ Tô Công tánh mạng của con. Nói xong liền xoay người rời đi, trở lại cựu Nhật Minh quân sự đại bản doanh bên trong. Cựu Nhật Minh vạn người đại quân, vây quanh đem lo cho gia đình dinh vây quanh, nghiêm nghị phòng bị. Chỉ cùng 10 thiên thời gian vừa quá, bọn họ lập tức phải mang đi Cố Đồ Tô, trở về phục mệnh. Lo cho gia đình trên dưới, một phiến ngày tận thế vậy thảm đạm cảnh tượng, lòng người bàng hoàng. Cố Đồ Tô chính là lo cho gia đình tương lai huyết mạch, hắn tánh mạng, quan hệ đến Cố gia khí vận, nếu như Cố Đồ Tô bị giết chết, vậy lo cho gia đình khí vận cũng phải hoàn toàn suy sụp. Sư phụ, người có thể cứu ta sao? Cố Đồ Tô cảm giác được chết uy hiếp, trong mắt sợ hãi hơn. Lại mang theo căm ghét thần sắc tức giận, rõ ràng cho thấy thống hận ma tổ vô thiên. Nhưng đối với Diệp Thần, hắn nhưng không có chút nào hận ý, chỉ có sùng bái cùng ngưỡng mộ. Cho dù Diệp Thần là ma tổ vô thiên sư chất, nhưng từ trực giác, Cố Đồ Tô cảm thấy, Diệp Thần và ma tổ vô thiên là bất đồng, Diệp Thần thậm chí có thể cứu vãn hắn. Ta nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thần không có tùy tiện đáp ứng, một mình trở lại trong gian phòng. Mà ngay tại lúc này, Diệp Thần bên tai, truyền đến Hoàng lão thanh âm. Hoàng lão đạo, thằng nhóc, cần ta hỗ trợ. Diệp Thần nói, ngươi có thể giúp được cái gì? Chuyện này, dùng sức mạnh không dễ giải quyết, chẳng lẽ ngươi còn muốn trực diện ma tổ vô thiên? Hoàng lão ha ha cười một tiếng, nói ta chính là một món tàn hồn, làm sao có thể tương đương ma tổ vô thiên, cũng quá xem nhẹ để mắt ta. Diệp Thần nói, vậy ngươi có biện pháp gì? Hoàng lão đạo, ta biết vậy kéo dài tánh mạng linh căn rơi xuống. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, à. Nghe Ngọc Thiềm tiên tử nói, cái này kéo dài tánh mạng linh căn, là một loại khá là đặc thù kỳ chân, có thể đang tước đoạt mảnh vụn đồng thời, như cũ để cho Cố Đồ Tô còn sống. Nhưng mà, cái loại này kỳ chân, sinh trưởng ở huyền hải, bình thường phương nhưng khó mà tìm. Hoàng lão đạo, trừ huyền hải ra, ta biết ở hắc ám cấm hải để. Có một nơi chỗ đặc thù, cũng có kéo dài tánh mạng linh căn sinh trưởng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng phải giải quyết người khốn cục trước mắt, đó là dư sức có thừa. Diệp Thần nói, thật. Hoàng lão đạo, tự nhiên là thật, bất quá chỗ đó, có hắc ám cổ long bảo vệ, không dễ dàng bước vào, người có thể đi thử vận khí một chút. Diệp Thần nói, trong vòng 10 ngày có thể giải quyết. Hoàng lão đạo, điều này sao có thể, thời gian trôi qua quá lâu, chỗ đó trí nhớ. Ta cũng mơ hồ rất nhiều, cần lần nữa xác định, hơn nữa sau lưng, còn có hắc ám cổ long ẩn núp, muốn chân tránh đào được kéo dài tánh mạng linh căn, nói ít cũng phải một tháng thời gian. Diệp Thần nói, một tháng, Ngọc Thiềm tiên tử chỉ chịu trì hoãn 10 ngày, nơi nào vẫn còn kịp. Hoàng lão đạo, ngốc nghếch, người khác nói cái gì chính là cái đó. Ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm kéo dài tánh mạng linh căn sau đó, chắp tay đem thánh hồn mảnh vỡ nhường ra đi. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, vậy ý của ngươi là. Hoàng lão lườm một cái, nói cái này còn muốn hỏi ta. Chẳng lẽ ngươi liền chút chuyện nhỏ này, đều không cách nào quyết đoán. Nghe Hoàng lão hơi có vẻ khinh bỉ lời nói, Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng là, người nọ gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, hắn tuyệt không thể để cho rơi vào ma tổ vô thiên trong tay, nếu không luân hồi thánh hồn thiên thiếu sót một khối, sau này tai họa ngầm vô cùng. Nói cách khác, Cố Đồ Tô phải cứu, thánh hồn mảnh vỡ cũng phải cướp lấy, hai người thiếu một thứ cũng không được. Ta hiểu ý. Diệp Thần trong lòng có quyết đoán, lúc này tiến vào hoàng tuyển thế giới, tìm được Kỷ Tư Thanh. Diệp Thần, vậy Chu Tước cửa. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần đi vào, giọng hơi có điểm nóng nảy, hiện tại Chu Tước cửa, rơi xuống Ngọc Thiềm tiên tử trong tay, chỉ sợ không dễ dàng cướp lấy.
pháp bảo này, cùng nàng võ đạo khí cơ phù hợp, nàng chẳng muốn mất đi. Diệp thần nói, ta biết, đừng hoảng hốt, ta tối nay liền cùng nàng thương lượng một chút, thăm nàng có chịu hay không đem chu tước cửa nhường cho ta. Kỷ Tư Thanh nói, vậy thì tốt. Diệp thần nói, Tư Thanh, ta hiện tại muốn nhờ ngươi một chuyện. Kỷ Tư Thanh nói, chuyện gì? Diệp thần nói, giúp ta mang đi Cố Đồ Tô, mang đi Bắc Mãng tổ địa. Kỷ Tư Thanh cả kinh, nói cái gì? Diệp thần ánh mắt trầm ngưng, nói Cố Đồ Tô trong cơ thể, có người gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, tuyệt đối không thể rơi vào ma tổ vô thiên trong tay, ta chuẩn bị mang hắn rời đi, nhưng ta bất tiện tự mình động thủ, người thay ta đem người mang đi. Kỷ Tư Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lo cho gia đình dinh ra, có nhất trọng trọng cựu Nhật Minh Cường giả chấn thủ, mà trên bầu trời, cũng có cựu Nhật Minh Cường giả đang đi tuần. Có thể nói, trên trời dưới đất, đều bị cựu Nhật Minh giam khống, căn bản không thể nào chạy khỏi. Kỷ Tư Thanh nói, bên ngoài nhiều người như vậy, ta có thể đi đi nơi nào? Diệp thần nói, không sao, ta có thể lợi dụng hư linh thần mạch, mở ra một miếng cửa hư không, đưa các ngươi đi ra ngoài. Kỷ Tư Thanh nói, ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn đắc tội ma tổ vô thiên. Vạn nhất bị hắn phát hiện. Diệp thần nói, ta cùng ma tổ vô thiên, tương lai nhất định phải quyết liệt, dưới mắt tranh đấu không thể tránh khỏi, cái này thánh hồn mảnh vỡ, tuyệt không thể rơi vào trong tay hắn. Kỷ Tư Thanh cắn răng, nhưng cảm thấy tương lai hung hiểm, bên ngoài cường giả như mây, trùng trùng chấn thủ, cho dù có Diệp thần cửa hư không, vậy rất có thể bứt dây động rừng, nàng muốn dẫn người rời đi, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng, vô luận như thế nào? Nàng cũng sẽ trợ giúp Diệp thần, cướp lấy vậy thánh hồn mảnh vỡ. Được, Diệp thần, ta đều nghe ngươi. Kỷ Tư Thanh đáp ứng. Cảm ơn ngươi. Diệp thần mỉm cười cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Kỷ Tư Thanh gò má, bên trong lòng rất là cảm kích. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là động tình, lại ủng hôn với nhau, hồi lâu mới tách ra. Kỷ Tư Thanh trở lại Hoàng Tuyền Đồ bên trong, chờ Diệp thần chỉ thị. Tiếp theo. Diệp thần chuẩn bị cùng Cố gia phụ tử, thương lượng chạy khỏi chuyện. Đến được sau giờ ngọ, Diệp thần đi ra ngoài vừa thấy, nhưng gặp Cố tỷ Cố Đồ Tô phụ tử, bị giam lỏng ở một tòa đình viện bên trong, đình viện bên ngoài có trùng trùng cường giả canh giữ, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Mà Cố gia người, đều đang bận rộn, muốn ở 10 ngày thời gian bên trong, tìm được truyền thuyết kia ở giữa kéo dài tánh mạng linh căn, giữ được Cố Đồ Tô tánh mạng, nhưng hiển nhiên là phí công. Diệp thần đi tới vậy đình viện bên ngoài, có hai cái chấn thủ người lập tức ngăn lại hắn, nói, Diệp đại nhân, xin lỗi, ngươi không thể tới gần nơi này. Diệp thần nói, ta cũng không được sao. Vậy chấn thủ người nói, không được, trừ phi ngươi có Ngọc Thiềm Tiên Tử chỉ thị viết tay, Diệp đại nhân, mời không để cho chúng ta khó xử. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Ngọc Thiềm Tiên Tử như thế nghiêm ngặt, lại có thể không cho phép người đến gần. Ai yêu? Là Diệp sư đệ nha. Vừa lúc đó, bên cạnh truyền tới một đạo nũng nịu thanh âm. Diệp thần nghiêng đầu vừa thấy, nhưng thấy là Ngọc Thiềm Tiên Tử tới. Tại chỗ trấn thủ các người, hoảng vội vàng hành lễ. Tiên tử, Diệp thần nhàn nhạt lên tiếng chào. Ngọc Thiềm Tiên Tử nụ cười yêu kiều, khoác ở Diệp thần cánh tay, một bộ rất là thân mật hình dáng, nói, Diệp sư đệ, tới ta lều trại tụ họp một chút. Diệp thần gật đầu một cái. Liền đi theo Ngọc Thiềm Tiên Tử, đi tới nàng lều trại bên trong. Cựu Nhật Minh vạn người đại quân, ở lo cho gia đình dinh bên ngoài, ghim rất nhiều lều trại, Ngọc Thiềm Tiên Tử ở tại chủ doanh. Hai người vừa tiến vào lều trại, Ngọc Thiềm Tiên Tử bình lui cỡ đó, lại ngay trước Diệp thần mặt, cởi bỏ mình áo khoác, lộ da trắng như tuyết sáng long lanh da thịt, còn có vậy vô cùng là bó sát người lót trong, lộ vẻ được quyến rũ diêm dúa lòe loẹt hết sức. Diệp thần tâm thần rung động. Lại không nghĩ rằng cái này Ngọc Thiềm Tiên Tử, lại có thể như thế chủ động. Ngọc Thiềm Tiên Tử thân thể mềm mại bu lại, cánh tay Ngọc ôm Diệp thần cổ, ngọt tí ti cười nói, sư đệ, thật đúng là xin lỗi, người muốn gặp Cố gia phụ tử sao? Diệp thần tỉnh bơ, nói, ừ. Ngọc Thiềm Tiên Tử nói, ha ha, sư đệ, ta biết vậy Cố Đồ Tô, là đồ đệ của ngươi, ngươi quan tâm an nguy của hắn, đổ vậy dễ hiểu, nhưng trong cơ thể hắn thánh hồn mảnh vỡ. Nhưng là lão tổ chỉ đích danh muốn, ngươi cũng không thể chọc giận tới lão tổ ý chí. Diệp thần nói, tiên tử mời yên tâm, ta tự nhiên hiểu được, chỉ là muốn cùng bọn họ trò chuyện một chút.
Ngọc Thiềm tiên tử cười nói, không có gì hay trò chuyện, vậy Cố Đồ Tô Định trước hẳn phải chết. Dừng một chút, Ngọc Thiềm tiên tử lại thở dài một tiếng, nói, à, sư đệ, ta hại chết đồ đệ của ngươi, thật là vạn phần xin lỗi, ta cũng không muốn, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Diệp Thần nói, tiên tử, ta không trách ngươi. Ngọc Thiềm tiên tử quyến rũ cười một tiếng, mềm mềm thân thể dán sát vào Diệp Thần, nói, sư đệ, vậy sư tỷ ta bồi thường ngươi một chút đi, cái này 10 ngày thời gian, ta chính là người ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều được. Vừa nói nâng lên tay, vuốt ve Diệp Thần mặt nạ, không giấu vết, muốn đem Diệp Thần mặt nạ tháo xuống. Diệp Thần như bị điện giật, cả người run lên, lập tức đem Ngọc Thiềm tiên tử đẩy ra, trước mắt cảnh giác. Ngọc Thiềm tiên tử ai yêu một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, ổn định thân hình, thấy Diệp Thần như có tức giận, nhất thời xin lỗi nói, thật xin lỗi, sư đệ, là ta đường đột. Diệp Thần ánh mắt vừa chậm, nói, không có sao, tiên tử, ta chỉ muốn mời ngươi châm trước một tí, ta muốn gặp học trò ta một mặt. Ngọc Thiềm tiên tử u oán nói, sư đệ, cái này cũng không thể châm trước, ngươi muốn cho ta làm chuyện gì khác tình, đều có thể, thậm chí, ngươi muốn ta làm ngươi lò, cung cấp ngươi thải bổ, vậy là có thể. Nhưng, ngươi muốn gặp Cố Đồ Tô, đó là tuyệt đối không được. Lão Tổ nghiêm nghị phân phó, dặn dò ta 10 ngày bên trong, nhất định phải đem người mang về, nếu không hắn nhất định có phạt nặng, sư tỷ ta cũng không dám mạo hiểm. Ngọc Thiềm tiên tử nội tâm đặc biệt cẩn thận, nhưng Thủy Chung không chịu, để cho Diệp Thần cùng Cố Đồ Tô gặp nhau. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Ngọc Thiềm tiên tử như thế cảnh giác. Ngọc Thiềm tiên tử suy tư một hồi, lòng bàn tay lộn một cái, sử dụng một kiện pháp bảo, chính là Chu Tước Cửa. Sư đệ, thật xin lỗi, pháp bảo này, coi như là ta đưa cho ngươi nhận lỗi, xin ngươi hãy không nên trách trách sư tỷ. Vừa nói, Ngọc Thiềm tiên tử đem Chu Tước Cửa, trực tiếp tặng cho Diệp Thần. Người người đều biết, Diệp Thí Thiên là ma tổ vô thiên sư chất, thiên võ tiên môn truyền nhân, tương lai phải thừa kế cựu Nhật Minh đạo thống, thậm chí trọng trấn thiên võ tiên môn, khôi phục cựu Nhật vinh quang. Cho nên, cho dù là Ngọc Thiềm tiên tử, cũng không dám đắc tội Diệp Thần, tình nguyện làm Diệp Thần lò, cũng không dám đắc tội hắn. Lần này Cố Đồ Tô chuyện, mâu thuẫn chân thực không cách nào xử lý, Ngọc Thiềm tiên tử liền dâng ra Chu Tước Cửa, chỉ cầu có thể vuốt lên Diệp Thần tức giận. Diệp Thần thở dài một tiếng, biết không cách nào dùng bình thường thủ đoạn, đến gần Cố Đồ Tô, liền nói, được, tiên tử, ta cũng không trách ngươi. Nhận Chu Tước Cửa. Mặc dù không có thể đạt được châm trước, nhưng có thể được Chu Tước Cửa, cuối cùng không uổng công chuyến này. Ngọc Thiềm tiên tử thở phào nhẹ nhõm, ngọt cười ngọt nói, sư đệ, người kêu sư tỷ ta liền có thể, không cần kêu tiên tử như thế khách khí. Sư tỷ, ta cáo từ trước. Diệp Thần chắp tay, để lại một ít linh thạch đan dược, thiên tài địa bảo, coi là lấy đi Chu Tước Cửa giao dịch. Vừa rời đi Ngọc Thiềm tiên tử lều trại, Diệp Thần lại nghe được Hoàng Tuyền Đồ bên trong, truyền ra kỳ tư thanh thanh âm. Người hoa đào khí vận thật đúng là thịnh vượng, là phụ nữ thấy ngươi, cũng muốn dính sát. Diệp Thần cười khổ không thôi, nói, tư thanh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, pháp bảo này ngươi cầm. Sau đó, liền đem Chu Tước Cửa, đưa cho Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh sắc mặt vừa chậm, nói, vậy kế tiếp làm thế nào? Không cách nào đến gần ngươi học trò, ta làm sao mang hắn rời đi? Diệp Thần ánh mắt chớp động, nói ta tự có biện pháp. Vừa nói, Diệp Thần đi tới lo cho gia đình sau núi chỗ yên tĩnh, cẩn thận bắt chung quanh không gian quy luật hơi thở. Sau đó, hắn phong tỏa Cố tỷ Cố Đồ Tô phụ tử, bị giam lỏng đình viện vị trí. Hư linh thần mạch, mở. Diệp Thần một tiếng khẽ quát, lập tức mở hư linh thần mạch, lặng yên không một tiếng động nghiền nát hư không, một cái ngay tức thì di động, trực tiếp hướng vậy đình viện qua lại đi. Đình viện ra, có rất nhiều cường giả trấn thủ, bọn họ vì phòng ngừa Cố Đồ Tô phụ tử chạy trốn, còn phong tỏa chung quanh hư không. Nhưng cái này hư không phong tỏa, tự nhiên không ngăn được Diệp Thần bước chân. Diệp Thần mượn hư linh thần mạch và hư bia ngay tức thì di động, như quỷ mị biến dạng hư không, hạ xuống trong đình viện. Đình viện bên ngoài trấn thủ các người, chỉ cảm thấy một hồi gió thổi qua, không chút nào phát hiện khác thường. Thật may không kinh động người ngoài. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này hư linh thần mạch thức tỉnh còn không bao lâu, hắn vận chuyển, còn chưa tới lô hỏa thuần thanh bước, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn vậy không rõ được.
Diệp Thần một hạ xuống, nhưng gặp Cố Tỷ cùng Cố Đồ Tô phụ tử, ở đình viện trên đất trống đi loạn chuyển, hai cha con trai đều là mặt dầu gì, không biết như thế nào cho phải. Mà Diệp Thần đột nhiên hạ xuống, lại để cho hai phụ tử ngạc nhiên. Sư! Cố Đồ Tô đại hỉ, thiếu chút nữa muốn kinh hô thành tiếng. Xuyệt! Diệp Thần làm dấu chớ có lên tiếng, Cố Đồ Tô lập tức im miệng. Cẩn thận một chút, chớ kinh động liền người ngoài. Diệp Thần hư linh thần mạch vận chuyển, sáng lập ra một phiến độc lập không gian, ngăn cách ngoại giới. Sư phụ, ngươi là tới cứu ta sao? Cố Đồ Tô hạ thấp giọng, kích động hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ừ, ta chuẩn bị cứu ngươi đi ra ngoài. Cố Tỷ ngạc nhiên, nói, Diệp đại nhân, chuyện này, Vô Thiên lão tổ biết không? Diệp Thần nói, ta sư bá muốn giết ngươi con trai, lấy đi thánh hồn mảnh vỡ, ta muốn cứu người, hắn làm sao biết? Ta là gạt hắn. Cố Tỷ kinh hãi, yên lặng một hồi, nói, Diệp đại nhân, vậy ngươi đây là... Phản bội. Cái này phản bội hai chữ nói ra miệng. Cố Tỷ thanh âm đều run rẩy. Diệp Thần là ma tổ Vô Thiên sư chất, lại dám vi phạm trưởng bối ý chí, phóng thích Cố Đồ Tô, vậy ngang hàng là phản bội. Diệp Thần nói, ngươi có muốn hay không cứu ngươi con trai? Cố Tỷ nói, muốn. Dĩ nhiên là muốn, chỉ là không nghĩ tới, Diệp đại nhân ngươi lại có thể sẽ. Diệp Thần khoát tay một cái, nói, đừng nói nhiều như vậy, ta có rất nhiều bí mật, không phải ngươi có thể biết được. Cố Tỷ trong lòng rét một cái, mơ hồ đoán được Diệp Thần cùng ma tổ Vô Thiên, quan hệ không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Nhưng, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi kỹ, nói, Diệp đại nhân, bên ngoài trấn thủ trùng trùng, liền không gian cũng bị phong tỏa, chúng ta như thế nào có thể rời đi? Chính là phong tỏa, không ngăn được ta. Diệp Thần vận chuyển hư linh thần mạch, tại chỗ chế tạo ra một miếng cửa không gian. Cái này phiến cửa không gian, đen nhánh thâm thúy. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra một chút vũ trụ quá trống vậy mênh mông, tựa như có thể liên thông chư thiên vạn giới. Sau đó, Diệp Thần lại đem Kỷ Tư Thanh, từ Hoàng Tuyền Đồ bên trong kêu gọi đi ra. Tư Thanh, ngươi mang bọn họ rời đi, mang đi Bắc Mãng tổ địa. Diệp Thần phân phó nói. Kỷ Tư Thanh biết chuyện tầm quan trọng, gật đầu nói, được. Cố Tỷ cùng Cố Đồ Tô phụ tử, chố mắt nhìn nhau, muốn nói gì? Diệp Thần khoát tay một cái, nói các ngươi cái gì không cần phải nói, hết thảy nghe ta an bài là được, Tư Thanh, ở hai nén hương thời gian sau đó, ngươi lại mang bọn họ rời đi. Nhớ, là hai nén hương thời gian sau lại đi, không phải hiện tại. Kỷ Tư Thanh muốn không rõ ràng, nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần, nói, được, ta biết. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn cần hai nén hương thời gian chuẩn bị một tí. Hiện tại vẫn không thể lập tức truyền tống đi. Bởi vì, cái này cửa hư không, là khoảng cách dài truyền tống, đối không gian quy luật chập chờn cực lớn, rất dễ dàng đưa tới Ngọc Thiềm tiên tử cảnh giác, đưa đến công dã tràng. Cho nên, Diệp Thần cần một chút thời gian chuẩn bị, phải nghĩ biện pháp, lừa gạt được Ngọc Thiềm tiên tử tai mắt. Lập tức, Diệp Thần lặng yên không một tiếng động, hư linh thần mạch vận chuyển, ngay tức thì di động, rời đi đình viện. Mà Kỷ Tư Thanh, Cố Tỷ, Cố Đồ Tô ba người, thì tại chỗ chờ, chỉ cùng hai nén hương thời gian đến một cái, liền truyền tống đi. Diệp Thần rời đi đình viện sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, chạy thẳng tới Ngọc Thiềm tiên tử lều trại. Đi tới Ngọc Thiềm tiên tử lều trại bên trong, nhưng gặp Ngọc Thiềm tiên tử, nằm nghiêng ở một tấm trải ra chồn ghế mềm trên, xốp giòn đỉnh nửa lộ, trắng nõn chân ngọc thon dài vậy nổi lên, ở ung dung nghỉ ngơi trước. Sư đệ, người tại sao trở lại? Ngọc Thiềm tiên tử thấy Diệp Thần đi mà trở lại, một hồi kinh ngạc. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trực tiếp đi tới Ngọc Thiềm tiên tử ngồi xuống bên người, nóng rực ánh mắt nhìn nàng, nói, sư tỷ, người nói muốn làm ta lò, để cho ta là tùy ý là, có phải là thật hay không? Ngọc Thiềm tiên tử ngẩn ngơ, nhìn Diệp Thần nóng bỏng ánh mắt, chợt mỉm cười nói, tự nhiên là thật, chỉ cần sư đệ ngươi không ngại. Diệp Thần cười nói, sư tỷ đại mỹ nhân như vậy. Ai không muốn một thân dung nhan, ta làm sao sẽ chê? Ngọc Thiềm tiên tử cười khanh khách, trong phảng phất cảm đến là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đem mình cởi quần áo xuống, nói, sư đệ, có thể cùng ngươi tiêu hồn xuân tiêu, thật là sư tỷ ta vô thượng vinh hạnh. Vừa nói liền ôm lấy Diệp Thần, mềm mềm đôi môi cùng thân thể, cũng dự định chặt dán tới.
Diệp Thần biết rõ đây là bố cục một phần chia, chỉ có thể cùng Ngọc Thiềm Tiên Tử ôm nhau, hô hấp đến gần, thậm chí cút đến trên đất trên mền, bên trong doanh trướng bầu không khí vô cùng cờ bay phất phới. Nhưng Diệp Thần duy trì ranh giới cuối cùng, tự nhiên chẳng muốn giao phó cho Ngọc Thiềm Tiên Tử chút nào huyết mạch lực lượng. Ngọc Thiềm Tiên Tử chỉ lấy là Diệp Thần đây là đang là sau cùng một bước làm chuẩn bị, cũng không để bụng. Thật ra thì, Diệp Thần là muốn mê muội nàng, để cho nàng chìm đắm vào ở thanh sắc vui vẻ bên trong, coi thường ngoại giới biến hóa. Như vậy qua hai nén hương thời gian, Ngọc Thiềm Tiên Tử còn ở cùng Diệp Thần si quấn. Nhưng đột nhiên, Ngọc Thiềm Tiên Tử trong mắt mở ra, nguyên bản quyến rũ say lòng người ánh mắt, trong thoáng chốc đổi được xâm nghiêm lãnh khốc, đằng đằng sát khí. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp Thần cũng không dám tin tưởng, một người trong nháy mắt ánh mắt biến hóa, lại có thể sẽ có khổng lồ như vậy. Bên ngoài có biến, Ngọc Thiềm Tiên Tử bỗng nhiên đứng dậy, đã bắt được trong hư không, dị thường không gian quy luật chập chờn. Hay, sư tỷ, cũng là cảm giác, chúng ta sao không? Diệp Thần kéo Ngọc Thiềm Tiên Tử cánh tay, muốn đem nàng kéo trở về. Hừ, nhưng mà, mới vừa vẫn là nhu tình như nước Ngọc Thiềm Tiên Tử, lần này cũng không so lãnh khốc, cả người tràn đầy ý định giết người, bỏ rơi Diệp Thần tay. Sau đó, nàng không nói hai lời, thậm chí liền quần áo cũng không mặc, lắc người một cái, bạo xông ra. Lúc này, Kỷ Tư Thanh đang mang Cố Đồ Tô phụ tử, bước lên cửa hư không, chuẩn bị truyền tống rời đi. Ai dám ở ta Cựu Nhật Minh địa bàn gây chuyện? Ngọc Thiềm Tiên Tử ánh mắt tức giận, bàn tay khí lạnh hội tụ thành kiếm, một kiếm mãnh chém về phía trước hư không. Rắc rắc, không gian quy luật nổ tung, trong hư không, có ba đạo thân ảnh, rất miễn cưỡng rớt ra. Chính là Kỷ Tư Thanh, Cố Tỳ, Cố Đồ Tô ba người. Bọn họ truyền tống nửa đường, còn không rời đi nhân gian cấm thành, đã bị Ngọc Thiềm Tiên Tử phát hiện, một kiếm chảm phá hư không, để cho bọn họ rớt ra. Lần này nổi lên biến cố, toàn trường chấn động. Cựu Nhật Minh vạn người đại quân, trên trời dưới đất, lập tức vây quanh gào thét tới, thùng sắt vậy đem Kỷ Tư Thanh ba người vây quanh. Kỷ Tư Thanh, Cố Tỳ, Cố Đồ Tô ba mặt người sắc, nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Luân hồi chi chủ Tiện Tỳ, ngươi dám xấu xa ta Cựu Nhật Minh việc lớn, là luân hồi chi chủ phái ngươi tới. Ngọc Thiềm Tiên Tử nhìn chằm chằm Kỷ Tư Thanh, cắt mây là y, khoác lên người, cả người thần mang bung ra, đúng như trên trời tiên tôn vậy, quan sát Kỷ Tư Thanh. Luân hồi chi chủ rất nhiều tình báo, Cựu Nhật Minh đều có thu ghi, cho nên, chỉ xem Kỷ Tư Thanh một mắt, Ngọc Thiềm Tiên Tử lập tức nhận ra được. Nàng chính là thượng cổ nữ võ thần, luân hồi chi chủ bên người gần thị, Khúc Trầm Yên. Chung quanh tầng tầng Cựu Nhật Minh cường giả, rối rít giơ lên trường kích đao kiếm, thương kích rừng cây vậy vây khốn Kỷ Tư Thanh ba người. Diệp Thần từ trong lều trại đi ra, thấy Kỷ Tư Thanh ba người bị đánh rơi, một trái tim sâu sâu chìm xuống. Lãnh Mộ Tình vậy từ vùng lân cận chạy tới, thấy có người muốn cứu đi Cố Đồ Tô phụ tử, cũng là lớn kinh. Cố Đồ Tô lưu lại, bên cạnh hai người giết. Ngọc Thiềm Tiên Tử quả quyết hét ra lệnh, không mang theo chút nào do dự. Toàn trường Cựu Nhật Minh các cường giả, kêu gào hô to, đao thương kiếm kích hướng Kỷ Tư Thanh cùng Cố Tỳ lướt đi. Võ thần Thiên Châu, Chu Tước kiếm trận. Kỷ Tư Thanh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, biết rõ lõm sâu tử cục, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết. Nàng võ thần huyết mạch, ngay tức thì nổ tung, cả người che phủ một tầng sáng chói chiến giáp. Cả người tư thế oai hùng bộc phát, vô cùng hiên ngang. Vù vù, huy hoàng võ thần Thiên Châu, từ nàng đỉnh đầu nổi lên, năng lượng bàng bạc thả ra ngoài, nàng tu vi hơi thở nhanh mạnh bạo tăng. Lệ, ngay sau đó, một tiếng chu tước kêu to, ngửa mặt lên trời vang khắp. Kỷ Tư Thanh sử dụng chu tước phi kiếm, hóa là kiếm trận, đạo đạo kiếm khí mang võ thần uy nghiêm, bạo giết ra. Xuy xuy xuy, chu tước kiếm khí vung chém xuống. Vùng lân cận từng cái Cựu Nhật Minh cường giả, tại chỗ bị Kỷ Tư Thanh chém chết. Nhưng, chung quanh chừng vạn người, Kỷ Tư Thanh giết chết người, cùng tổng số so sánh, đó là nhỏ nhặt không đáng kể. Trong phút chốc, rất nhiều cường giả lại vây quanh vây lại, gắt gao vây khốn nàng. Vạn nhân khí cơ hội tương liên, uy áp cực lớn, cơ hồ đè được Kỷ Tư Thanh nghẹt thở. Tư Thanh! Diệp Thần nội tâm ám hô không ổn. Ha ha ha, luân hồi Tiện Tỳ! Người phí công vùng vẫy, thì có ích lợi gì? Bổn tọa liền tự mình chém xuống ngươi trên cổ đầu người.
Ngọc Thiềm tiên tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp khua kiếm giết ra, cuốn lên ngàn đống tuyết, hướng Kỷ Tư Thanh cổ chém tới. Kỷ Tư Thanh lấy làm kinh hãi, Ngọc Thiềm tiên tử tu vi, vượt qua xa mình mấy tầng trời, bách ra cảnh một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, nhưng mà trời và đất chênh lệch, một kích này, lăng không chém chết tới, lại phối hợp chung quanh vạn người uy thế, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Tư Thanh, mắt xem Kỷ Tư Thanh, sẽ bị một kiếm giết chết, Diệp Thần cũng không kiềm chế được nữa, một chưởng ngang nhiên đánh ra. Hắn nóng nảy lo âu dưới, một chưởng này, nhưng là trực tiếp sử dụng đại thiên trọng lâu chưởng. Thật ra thì, muốn ngăn trở Ngọc Thiềm tiên tử, cũng không cần dùng mạnh mẽ như vậy thần thông, nhưng Diệp Thần quá mức lo lắng Kỷ Tư Thanh, dưới tình thế cấp bách, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, tự nhiên làm theo, đem tự thân mạnh nhất võ đạo, bộc phát ra đi. Oanh! Đại thiên trọng lâu chưởng vừa ra, thiên địa vũ trụ tựa như đều bị đánh bể, không cách nào hình dung cuồng mãnh chưởng lực, sơn hô hải khiếu vậy đi về trước gầm thét. Cái gì? Ngọc Thiềm tiên tử kinh hãi, cảm thấy được Diệp Thần đánh tới một chưởng, chỉ cảm thấy vậy chưởng thế nặng nề, thật là so hàng tỷ tinh thần còn kinh khủng hơn, nàng hô hấp tại chỗ nghẹt thở, khí huyết đình trệ. Phịch! Diệp Thần hung hăng một chưởng, khắc ở Ngọc Thiềm tiên tử trên ngực. Phốc xích! Ngọc Thiềm tiên tử tại chỗ hộc máu, thân thể như con diều đứt dây vậy, chật vật bay rớt ra ngoài, cuối cùng hung hăng đập rơi trên mặt đất, ước chừng đập ra một cái trăm trượng hố sâu to lớn. Nàng nhưng mà bách ra cảnh bốn tầng thiên cường giả, nhưng ở Diệp Thần một trưởng này uy thế hạ, so con kiến hôi còn nhỏ yếu hơn. Mà chung quanh vạn người đại quân, gặp phải Diệp Thần trưởng thế nghiền ép, tất cả người hộc máu trọng thương, trước mặt nhất người, lại là tại chỗ bị đánh được thân xác nổ tung, thần hồn băng diệt. Liền mảnh giấy vụn đều không còn dư lại. Kỷ Tư Thanh, Cố Tỳ, Cố Đồ Tô ba người, thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy uy thế, đều là ngây dại. Diệp Thần võ đạo không câu nệ như ý, một trưởng này cũng không có làm tổn thương đến bọn họ. Diệp sư đệ, lúc đầu ngươi là... Ngọc Thiềm tiên tử từ trong hố sâu bò dậy, mặt đầy trắng bệch, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Đại thiên trọng lâu trưởng, đây là luân hồi chi chủ võ kỹ. Diệp Thần lĩnh ngộ đại thiên trọng lâu trưởng thời điểm, vậy hào hùng khí tượng, đã sớm truyền khắp chư thiên vạn giới. Hiện tại, Diệp Thần trưởng pháp vừa ra, Ngọc Thiềm tiên tử liền rõ ràng liền tất cả. Vậy trọng thương vạn người đại quân, cũng là một phiến kinh ngạc cùng rung động. Chẳng lẽ nói, bọn họ một mực ngưỡng mộ Diệp Thí Thiên đại nhân, lại là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, cựu Nhật Minh tử địch. Lãnh Mộ Tình che miệng lại ba, cũng là ngây dại. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đầu Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần, chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Xin lỗi, là ta. Diệp Thần chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra vốn là tướng mạo, thuộc về luân hồi huyết mạch uy thế, cũng là hoàn toàn bộc phát ra. Yên tĩnh như chết. Toàn trường tất cả người, cũng rơi vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong đi, ngơ ngác nhìn Diệp Thần gương mặt. Cố Đồ Tô hai cha con trai người, lại là kinh ngạc vạn phần. Lúc đầu sư phụ lại là Cố Đồ Tô mặt đầy chấn động ngạc, nào nghĩ tới hắn vô cùng sùng bái sư phụ, vẫn còn có một tầng thân phận khác, chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Bọn họ lo cho gia đình, mấy đời bảo vệ luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, thật ra thì vậy đang đợi luân hồi hạ xuống. Chỉ cần luân hồi chi chủ, lấy đi thánh hồn mảnh vỡ, cố gia sứ mạng, liền coi xong thành, có thể khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Hiện tại Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ. Cũng làm cho cố gia phụ tử, mừng rỡ kích động không thôi, nhưng nghĩ tới luân hồi chi chủ cùng cựu Nhật Minh ân oán, hai phụ tử trong lòng lại nặng nề xuống. Nhưng vào lúc này, trên trời sấm sét điện tránh, mây đen áp đính, giữ dằn gió lớn gào thét. Một đóa đóa màu đen hoa sen, đầy trời tách thả ra, có trùng trùng khô lâu xương trắng, từ nở rộ hoa sen bên trong thả ra ngoài, lộ ra một cổ chết đau thương. Một đạo mênh mông, cổ xưa, uy nghiêm. Tràn đầy ma đạo Phật khí bóng người, dần dần từ chân trời nổi lên. Đó là ma tổ vô thiên bóng người. Lão tổ, Ngọc Thiềm tiên tử cùng Lãnh Mộ Tình, thấy ma tổ vô thiên hạ xuống, nhất thời kinh hãi. Bái kiến lão tổ. Sau đó, hai người quỳ xuống thi lễ. Chung quanh vạn người cường giả, còn có thể hoạt động, cũng quỳ xuống thi lễ. Ma tổ vô thiên sau lưng, không gian vỡ vụn, lại có rất nhiều bóng người nổi lên. Già Thiên Ma Đế, Hồng Huyên, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Hạ Huyền Thịnh, Liễu Tề Minh,
Bát Kỳ Đại Xà, Thánh Nguyên Thiên Quy, Bắc Phong Lang Vân. Vân, thậm chí, Diệp Thần còn thấy được Hồng Hân bóng người. Hồng Hân thân thể, còn quấn từng tầng một màu đen con bướm. Nàng thân xác khôi phục. Mà Tổ Vô Thiên tự mình hy sinh pháp bảo ngàn bướm Thiên Châu, là Hồng Hân trọng tố liền thân xác. Diệp Thần thấy Hồng Hân hồi phục, rất chấn động, có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng kể lể, nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải lúc nói chuyện. Mà Tổ Vô Thiên lại hạ xuống, hắn thân thể mơ hồ, nhìn không rõ lắm, rõ ràng cho thấy một cái phân thân. Nhưng cho dù là một cái phân thân, vậy cổ nghiền ép thiên hạ bàng bạc uy thế, như cũ làm Diệp Thần nghẹt thở. Hiển nhiên, Diệp Thần thi triển đại thiên trọng lâu trường, bại lộ luân hồi thân phận, trực tiếp đưa tới Ma Tổ Vô Thiên chú ý. Diệp Thí Thiên, lúc đầu ngươi chính là luân hồi chi chủ. Ma Tổ Vô Thiên quan sát Diệp Thần, trong ánh mắt mang tức giận, tăng oán, bi thương, giận, ủy khuất, thất vọng, lại có một chút ý liệu bên trong ý. Thật ra thì, Diệp Thí Thiên thân phận, hắn vẫn luôn có hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối không dám ngẫm nghĩ. Hắn sợ sau khi biết chân tướng, mình đạo tâm sẽ tan vỡ. Hắn cần Diệp Thí Thiên tồn tại, cho dù là lừa dối, chỉ cần có thể lừa gạt mình nội tâm, hắn đạo tâm là được viên mãn, đạt tới vô lượng cảnh nhất đỉnh cấp, cũng chính là vũ hoàng cổ đế loại cảnh giới đó. Nhưng, cái này lừa dối lời nói dối, hiện tại trực tiếp bị vạch trần, phơi bày được quá nhanh, hắn đạo tâm kịch liệt chấn động, một hồi vặn vẹo, cực kỳ thống khổ. Vô Thiên tiền bối. Diệp Thần hướng Ma Tổ Vô Thiên, chắp tay, trong lòng vô cùng ngưng trọng, suy nghĩ thoát thân phương pháp. Ma Tổ Vô Thiên hạ xuống, cho dù là phân thân, muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay, nếu như hắn chạy khỏi không đi ra ngoài, ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này, liền Hoang Lão cũng không cứu được hắn, mà Nhâm Phi Phàm ở luyện hóa tuyết táng tinh trần, chính là đạo tâm cảm ngộ nguy cấp, càng không thể nào tới cứu hắn. Diệp Thí Thiên, ngươi lừa gạt ta, còn có lời gì muốn nói? Ma Tổ Vô Thiên giọng vô cùng tịch mịch, mang vô cùng thảm đạm như đưa đám sau lưng lại là vô cùng nghiêm ngặt ý định giết người. Ta không lời có thể nói, chỉ có đánh một trận. Diệp Thần lắc đầu một cái, rút ra tai nạn thiên kiếm, nội tâm tính toán chỉ thủy đoạn bộc đại lộ bí ẩn. Hiện ở nơi này nguy cục, chỉ có vận dụng cực hạn chỉ thủy một kiếm, mới có thể phá đánh ra. Ngươi muốn cùng ta động thủ, kiếm cực chỉ thủy, kiếm ngươi đủ để nghịch chuyển thiên địa, coi thường hết thảy thực tế quy luật, đúng là có thể chiến thắng cái này cái phân thân ta, nhưng ta sẽ không cho ngươi xuất kiếm cơ hội. Ma Tổ Vô Thiên vung tay lên, một cổ không cách nào hình dung uy áp, tựa như địa ngục vậy hạ xuống, giữa trời đất nhất thời rơi vào tối mở bên trong, linh khí đổi được vô cùng rối loạn. Ở nơi này rối loạn thiên địa linh khí hạ, Diệp Thần cảm thấy chung quanh tất cả quy luật, cũng đổi được vô cùng hung dữ, không có chút nào an ổn, hắn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn, kiếm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất, nhưng căn bản không cách nào thi triển chỉ thủy kiếm đạo. Già Thiên Ma Đế thấy Diệp Thần nguy hiểm hình dáng, nội tâm vô cùng lo âu, bàn tay nắm quyền lại buông ra, xương cốt rắc rắc sát vang dội, rất muốn đánh lén Ma Tổ Vô Thiên, nhưng vừa không có phần thắng. Huống chi, hiện tại ở trước mặt hắn, chỉ là Ma Tổ Vô Thiên phân thân, hắn coi như tập sát thành công, cũng không khả năng chân chính giết chết Ma Tổ Vô Thiên. Ma Đế, cái này Diệp Thí Thiên là bạn ngươi, nhưng hắn lừa gạt ta, ngươi nói ta có nên giết hay không liền hắn. Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt nhìn về Già Thiên Ma Đế, hỏi. Chàng này lừa dối, thật ra thì Già Thiên Ma Đế cũng là đồng mưu. Bất quá, Ma Tổ Vô Thiên không hề nổi giận, bởi vì chính hắn liền muốn đoạt xác Già Thiên Ma Đế, đối phương hết thảy phản kháng, đều là lý sở ứng làm, luôn không khả năng ngồi chờ chết. Chỉ là, hắn đối Diệp Thí Thiên dành cho kỳ vọng rất lớn, thậm chí đem trọng trấn thiên võ tiên môn hy vọng, vậy ký thác vào Diệp Thí Thiên trên mình. Lần này hy vọng tan biến, đối hắn đả kích quá lớn, hắn thậm chí muốn giết Diệp Thần sau đó, lập tức đoạt xác Ma Đế. Lão Tổ, chỉ có thể nói chúng ta trận doanh không cùng, khó phân thị phi đúng sai. Già Thiên Ma Đế thở dài một tiếng, nói. Trường tranh đấu này, thị phi đúng sai, thật không cách nào phân biệt. Ma Tổ Vô Thiên vui vẻ cười to, nói, người nói không sai, chúng ta chỉ là trận doanh không cùng, cho nên sinh ra rất nhiều tranh đấu chém giết. Nhất căn nguyên là bởi vì là ta muốn đoạt xác ngươi, nhắc tới, vẫn là ta sai. Già Thiên Ma Đế nói, không phải, lão tổ, ngươi không sai,
ban đầu là ta cầu ngươi, như ta cuối cùng thành đồ đựng, cũng là ta muốn trả giá cao. Ma tổ vô thiên vẫn là cười to, tiếng cười bên trong có rất nhiều phức tạp hơn tâm trạng, nói, rất tốt, mọi người đều không sai, ai sống ai chết, vậy thì xem ai võ đạo cao minh. Thật xin lỗi, ta võ đạo tu vi, so các ngươi cao hơn một chút xíu, vậy xem ra là ta phải thắng. Tiếng nói rơi xuống, ma tổ vô thiên nhìn chằm chằm Diệp Thần, lăng không một trưởng bạo giết xuống. Cựu Nhật võ đạo, cửu U ma thiên trưởng. Mang cuồn cuộn ma khí một trưởng, xương trắng sinh liên, khỏa cuốn cựu Nhật uy nghiêm, từ thiên hung mãnh giết hạ, trực tiếp đánh phía Diệp Thần thân thể. Một kích này, ma tổ vô thiên không chút lưu tình, chỉ muốn một trưởng chu diệt Diệp Thần. Hắn biết Diệp Thần đại thiên trọng lâu trưởng, chỉ thủy kiếm đạo, đều là thiên địa dị số, rất có thể sẽ lật bàn, hắn tạm thời áp chế, không nhất định có thể áp chế bao lâu, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Huống chi, hắn phân thân, cũng không thể kéo dài dừng lại, nếu như trì hoãn nữa, rất có thể sẽ tổn hại chân thân nguyên khí. Diệp Thần nhìn ma tổ vô thiên cửu U ma thiên trưởng, lăng không giết hạ, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, trong lỗ mũi đã ngửi đến hơi thở tử vong, cho tới bây giờ không có cảm giác được, mình lại có thể cách tử vong gần như vậy. Già thiên ma đế, Hồng Hân, Lãnh Mộ Tình các người, thấy Diệp Thần sắp chết, đều là vô cùng chấn động, nhưng người nào cũng không cách nào ngăn trở ma tổ vô thiên uy thế. Vô tư vô niệm, vô tưởng một đao. Nhưng vừa lúc đó, ma tổ vô thiên sau lưng, một đạo thân ảnh rút ra đao chém ra. Ra đao người, chính là Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh cùng Âm Dương Thần Điện, có thiên ti vạn lũ quan hệ, Diệp Thần thậm chí trao tặng hắn Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng trưởng giáo chỉ vòng. Hắn không biết cớ gì, cố ý muốn đi vào cựu Nhật Minh, hiện ở ngoài mặt, là cựu Nhật Minh đệ tử, nhưng trong thực tế, là Âm Dương Thần Điện người. Lần này thấy Diệp Thần gặp nạn, Hạ Huyền Thịnh lập tức động thủ, rút ra đao tập sát ma tổ vô thiên. Đó là vô tưởng một đao, lưỡi đao khí thế, đã đạt đến thực tế đại viên mãn, đại biểu Hồng Quân đao pháp cao nhất nghĩa sâu xa. Ừ, liền ngươi cũng muốn phản bội ta. Ma tổ vô thiên cảm thấy được vậy vô tưởng chém tới một đao, gương mặt hơi lắc một cái khúc, trở tay một trường, đem Hạ Huyền Thịnh liền người mang đao, đánh rơi xuống đất. Phốc xích. Hạ Huyền Thịnh thân thể, hung hăng rơi xuống ở Diệp Thần bên cạnh, cả người xương cốt nổ tung, hộc máu liền liền. Hắn vô tưởng một đao lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua thực tế quy luật, căn bản không đả thương được ma tổ vô thiên. Điện chủ, thật xin lỗi. Hạ Huyền Thịnh ho khan máu bầm, khổ sở ánh mắt nhìn về Diệp Thần, sau đó nhắm hai mắt lại, hoàn toàn trọng thương đã hôn mê. Một tiếng này điện chủ, Diệp Thần nghe vào trong tai, nội tâm rất chấn động. Mà thật may có Hạ Huyền Thịnh một đao tập kích, ma tổ vô thiên khí cơ bị nhiễu loạn, vậy cửu U ma thiên trưởng uy thế cắt giảm phần lớn. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, trở tay một chiêu đại thiên trọng lâu trưởng, cùng cửu U ma thiên trưởng va chạm, triệt tiêu ma tổ vô thiên uy áp. Nhưng, liên tục sử dụng đại thiên trọng lâu trưởng, Diệp Thần trạng thái đã rất không ổn, cả người gân cốt biến dạng vậy đau đớn, linh khí bị kịch liệt tiêu hao. Mộ chủ đại nhân, ta tới giúp ngươi. Cửu U tà quân cảm giác sâu sắc tình hình nghiêm trọng, lập tức dốc vào ra toàn bộ năng lượng, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Nhất thời, Diệp Thần hơi thở tăng vọt, cảnh giới tu vi trực tiếp đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên. Mặc dù, đây cũng không phải hắn tu vi, mà là cho mượn dùng cửu U tà quân lực lượng, thế nhưng cổ minh mông hung hãn cựu Nhật uy thế, nhưng là ngay tức thì chấn động toàn trường, làm người ta lộ vẻ xúc động. Rất tốt, Thạch Kình Thiên, ngươi cũng phải cùng ta quyết liệt. Ma tổ vô thiên quét nhìn một mắt, bắt được Diệp Thần sau lưng cửu U tà quân hơi thở. Cửu U tà quân mượn Diệp Thần cổ họng, nói ra nói, vô thiên sư huynh, luân hồi chi chủ dẫu sao là ngươi sư chất, chúng ta đều có cùng chung địch nhân, đó chính là vạn khư, cần gì phải giết lẫn nhau. Ma tổ vô thiên vui vẻ cười to, nói, xin lỗi, ta cũng không muốn giết lẫn nhau, nhưng luân hồi chi chủ phải chết. Nếu như hắn không chết, đó chính là ta chết. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần đứng ở Già Thiên Ma Đế bên này, sau này hắn muốn chiếm thân xác Ma Đế, Diệp Thần nhất định ngăn cản. Hai bên sớm muộn phải quyết liệt, đã như vậy, ngược lại không như điểm tâm sáng diệt trừ Diệp Thần, vậy có thể giải quyết nỗi lo về sau. Chỉ cần Diệp Thần chết, hắn liền có thể yên tâm đoạt xác Già Thiên Ma Đế. Một khi lấy được mới đổ đựng,
hắn có lòng tin, một mình đối kháng vạn khư. Cửu U Tà Quân gặp không có chỗ chống thương lượng, âm thầm hướng Diệp Thần nói, mộ chủ đại nhân, lập tức rời đi. Coi như vô thiên chỉ là phân thân, chúng ta cũng không phải địch thủ, thừa dịp còn sớm chạy khỏi thì tốt hơn, ta bảo vệ ngươi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, mà tổ vô thiên tu vi, đạt tới vô lượng cảnh hậu kỳ, đã là vĩnh hằng bất hủ cảnh giới, coi như là một cái phân thân, cũng không có so cường hãn, nếu như cưỡng ép tác chiến, hắn đích xác là nguy hiểm. Trừ phi, có thể nhúc nhích dùng chỉ thủy một kiếm. Nhưng, trước không nói chỉ thủy kiếm đạo đáng sợ cắn trả, hiện ở chung quanh thiên địa linh khí cùng quy luật, đều bị áp chế, Diệp Thần căn bản không có xuất kiếm cơ hội. Đi! Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, đem Kỷ Tư Thanh, Cố Đồ Tô, Cố Tỳ, còn có hôn mê Hạ Huyền Thịnh, cũng đâu vào đấy đi vào. Hư linh thần mạch, mở. Ngay sau đó, Diệp Thần bảo như vậy mở hư linh thần mạch, từng cơn không gian chi lực, từ hắn trong huyết mạch thả ra ngoài, không ngừng đột phá chung quanh phong tỏa. Diệp Thần ngự không bay trốn, đi bên ngoài chạy cướp đi. Ở ta mí mắt phía dưới, người cũng muốn chạy, không khỏi quá mức ngây thơ. Ma tổ vô thiên khinh thường cười một tiếng, ngồi ở màu đen đài sen trên, giống như bàn thạch vậy sừng sững không nhúc nhích, tay phải hư không một chảo, chung quanh khí lưu xoay tròn, cương khí bạo động, ở trong tay hắn hội tụ thành một hơi không cán trường kiếm. Cửu U Ma kiếm gai, đi. Ma tổ vô thiên cong ngón tay bắn ra, trường kiếm trong tay bắn ra, như màu đen nhanh như tia chớp, trực tiếp hướng Diệp Thần sau lưng tìm ám sát đi. Thiên võ thật huyền thuẫn, bảo vệ. Cửu U Tà Quân mượn Diệp Thần thân thể, trở tay đánh ra một phiến linh quang hội tụ thành một mặt tấm thuẫn. Đinh. Ma tổ vô thiên phi kiếm ám sát tới, đánh vào trên tấm thuẫn, đem tấm thuẫn xuyên qua, nhưng kiếm thế vậy tiêu hao hầu như không còn, đánh mất trên đất. Ma tổ vô thiên sử chiêu pháp, đều là cựu Nhật võ đạo, mà cửu U Tà Quân, cũng là tinh thông cựu Nhật, cho nên, cùng ma tổ vô thiên gặp chiêu phá chiêu, miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ. Ma tổ vô thiên ở trong chớp mắt, liền ra mấy chục kiếm, đều bị cửu U Tà Quân toàn bộ ngăn lại. Mà Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, đã chạy mau cách ma tổ vô thiên sát khí bao phủ. Rất tốt, Thạch Kình Thiên, ngươi đổ là khắp nơi cùng ta đối nghịch, khi dễ phân thân ta yếu ớt đúng không? Ma tổ vô thiên hừ một tiếng, hắn cái này cái phân thân, thật ra thì uy thế không hề yếu, nhưng dù sao không phải là chân thân, các loại cựu Nhật võ đạo, uy áp có hạn, nhưng khó mà áp chế cửu U Tà Quân. Dẫu sao, cửu U Tà Quân vậy tinh thông cựu Nhật, vừa vặn đem hắn khắc chế. Vậy ta cũng muốn xem, pháp bảo này ngươi như thế nào ngăn cản. Ma La Kinh Tràng, cho ta trấn áp. Ma tổ vô thiên quát to một tiếng, trên lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra một tòa màu đen kinh tràng, chỗ tòa này kinh tràng, phía trên trải rộng một loại thượng cổ minh văn, chi chít, do như thiên thư chữ viết vậy phức tạp, vừa chuyển động lực, kinh văn kịch liệt va chạm, hóa thành một bài thiên đen nhánh thâm thúy văn chương, vậy một bài văn chương trên, viết cổ xưa ma Phật khí tức, ma đạo quy luật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 330.